Người phụ nữ này tốt nghiệp đại học thuộc hạng top đầu, từng đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế máy tính sinh viên đại học toàn cầu. Bây giờ nhìn đống bằng khen bám bụi, cô ấy có chút chua xót, nhưng nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau khi gả cho Vệ Minh, Lâm Song lại cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Dù sao Vệ Minh là người vừa có nhan sắc vừa có sự nghiệp, hơn nữa vừa tinh tế vừa biết chăm sóc gia đình, có thể gọi là hoàn hảo. Độ chiều vợ của Vệ Minh cả công ty đều biết, ngay cả bên hợp tác cũng bị sốc bởi story của anh ấy, cho rằng người thành đạt sủng vợ như vậy, nhân phẩm nhất định cũng không tồi. Vệ Minh cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, không về nhà ăn cơm sẽ báo trước với vợ, còn đặc biệt gọi đồ ăn và hoa tới cho hai mẹ con. Khi đi công tác cũng thường xuyên video cô, mở miệng ra là bảo vợ đã vất vả rồi, về nhà muộn cũng sẽ gửi tin nhắn trình bày rõ ràng. Nhưng người đàn ông như vậy, ngoài mặt tỏ ra yêu thương vợ con, thực chất lại là cha nam chính hiệu. Hắn ta sẽ thường xuyên liếc mắt đưa tình với nhân viên nữ, giả vờ bàn bạc hợp đồng rồi tranh thủ tặng quà cho đối phương. Lâm Song vẫn luôn chìm đắm trong hạnh phúc mà Vệ Minh tạo ra. Nhưng hôm nay khi giặt đồ cho chồng, Lâm Song nhìn thấy một chiếc móng tay giả rơi ra. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô ấy, Vệ Minh đang có gì đó bên ngoài. Để điều tra người phụ nữ đó là ai, Lâm Song liền lấy lý do mời nhân viên uống cà phê để đến công ty, âm thầm điều tra móng tay của từng nhân viên nữ. Có điều đi một vòng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Khi Lâm Song đi tới một vị trí trống, đột nhiên để ý tới tấm thẻ có ảnh và tên Giang Hỷ. Vệ Minh bỗng xuất hiện giơ tay về phía cô ấy trước mặt mọi người, muốn sâu ân ái, củng cố hình tượng sủng vợ. Lâm Song nhìn tên cha nam mặt không biến sắc, trong lòng chỉ cảm thấy kinh tởm, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc vạch mặt. Sau đó Lâm Song dựa vào định vị khách sạn Vệ Minh đăng trên story, tìm tới khách sạn mà chồng từng tham gia tiệc rượu. Sau khi xác nhận lúc đó có hai người thuê phòng, Lâm Song nhân lúc Vệ Minh đi tắm lén lút kiểm tra điện thoại anh ta. Trong danh sách trò chuyện có tên Giang Hỷ, nhưng nội dung bên trong đã bị xóa hết. Lúc này cô ấy đột nhiên nhớ tới vị trí bị trống hôm nay có thẻ nhân viên tên Giang Hỷ. Hơn nữa còn có một chiếc túi in tên phòng tập gym. Ngày hôm sau, Lâm Song đặc biệt tới phòng tập tìm Giang Hỷ. Cô ta đương nhiên cũng nhận ra Lâm Song là người thường xuyên được Vệ Minh đăng lên mạng. Có điều Giang Hỷ không hề lo sợ, ngược lại còn nở nụ cười chế giễu. Buổi tối, Vệ Minh tan làm về liền ôm lấy con gái. Nhìn dáng vẻ hai bố con nô đùa, trong lòng Lâm Song có chút hỗn độn. Vốn dĩ cô không hề bận tâm nhưng đột nhiên nhớ tới lời bạn thân. Trông chừng chồng cậu đi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Tớ nói với cậu này, người đàn ông như vậy, cậu biết ngoài kia có bao nhiêu cô dòm ngó không? Lâm Song một mình đứng ngắm nhìn cửa sổ. Vệ Minh nhìn ra sự khác thường của vợ, muốn đi tới ôm cô ấy nhưng bị Lâm Song đẩy ra. Vệ Minh biết ý định đi rót nước cho vợ, có điều trong nhà đổi máy lọc nước từ bao giờ, phải sử dụng kiểu gì anh ta cũng không biết, liên tục hỏi Lâm Song cái nào là cốc của cô ấy. Lúc này Lâm Song đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu. Hồi đó dù vác bụng bầu nhưng cô ấy vẫn kiên trì làm việc, sinh con xong vừa pha sữa vừa sắp xếp công việc, không ngờ cuối cùng vẫn không thắng nổi lòng người. Lâm Song suy nghĩ một hồi, quyết định thăm dò tình hình Giang Hỷ trước, thế là liền tới phòng tập gym đăng ký khóa học giống cô ta. Hai người phụ nữ cùng thăm dò lẫn nhau. Vốn dĩ Lâm Song không muốn vạch trần, nhưng Giang Hỷ lại nói với cô ấy bằng giọng khiêu khích, bạn trai mình là người đã kết hôn. Để chuẩn bị cho cuộc chiến, Lâm Song đến ngân hàng hỏi về khoản quản lý tài chính mà Vệ Minh đã mua, lúc này mới biết tên cha nam đó đã lén lút rút hết toàn bộ. Buổi tối, Lâm Song cố ý nhắc chuyện này trước mặt bố mẹ chồng. Ai ngờ số tiền đó đã được lấy đi mua biệt thự. Vệ Minh lấy sổ hộ khẩu ra giải thích với vợ. Đây là mảnh đất vàng, hơn nữa còn là bản thiết kế nhà hiếm, không nhanh tay sẽ bị người khác chiếm mất. Vì thế anh ta tự mình quyết định, nhưng quá đáng hơn là chuyện quan trọng như vậy. Vệ Minh không chỉ không bàn bạc với vợ, thậm chí để căn nhà đứng tên bố mẹ, còn bảo rằng của bố mẹ chính là của chúng ta. Nhưng đối với Lâm Song, việc này chính là phản bội và giả dối. Vẫn chưa hết ở đó, Vệ Minh lúc trước đã đồng ý tham gia hoạt động ở trường học của con gái, bảo đảm dù có chuyện gì cũng đặt con lên hàng đầu, hôm đó cho dù trời sập cũng sẽ có mặt. Nhưng đúng là nói trước bước không qua, hóa ra Giang Hỷ cố ý dùng danh nghĩa công ty gọi Vệ Minh về. Hai người đưa mắt nhìn nhau trong phòng họp, ngay cả trên nắp cà phê cũng vẽ hình trái tim. Sau khi những đồng nghiệp khác tan làm, Giang Hỷ liền thay một bộ váy quyến rũ đi vào phòng làm việc. Cô ta định mặc bộ này cùng Vệ Minh tham gia bữa tiệc với khách hàng, nhưng anh ta lại nói với cô, tiệc rượu lần này người khác đều dẫn vợ theo, dẫn Giang Hỷ đi không thích hợp lắm. Thấy tình nhân không vui, Vệ Minh đành dùng cách thăng chức để dỗ ngọt tiểu tam. Không biết rằng tên cha nam này chỉ đang lợi dụng cô ta để giữ chân khách hàng, nhưng ngoài miệng anh ta lại nói kiểu khác. Hai người lén lút vụng trộm trong phòng làm việc, hoàn toàn không biết Lâm Song đã gọi cả tối nhưng không ai bắt máy. Vệ Minh trở về nhà đã nửa đêm, Lâm Song giả vờ ngủ, nhân lúc anh ta say giấc nồng lặng lẽ đứng dậy cầm lấy áo sơ mi, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lâm Song giận dữ ném chiếc áo vào bồn rửa mặt, đổ hết nửa lọ nước giặt, dùng sức chà đến mức đỏ tay, lúc này mới nhận ra mình bị mất kiểm soát. Sau khi phản ứng lại, Lâm Song trực tiếp ném chiếc áo vào thùng rác. Cô ấy không thể bình tĩnh được nữa. Khi đi tập gym, Lâm Song chế nhạo Giang Hỷ ở với chồng người khác thật lãng phí thời gian, chi bằng tìm một người bạn trai của riêng mình. Giang Hỷ phản kích, trong tình yêu, ai không được yêu mới là người thứ ba.
chồng đã hết yêu mà còn bám víu lấy, đó mới là người không biết xấu hổ. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Lâm Song khiến Giang Hỉ cứng họng. Cô đã bao giờ nghĩ tại sao anh ta chán vợ như vậy nhưng vẫn không rời đi không? Đó là vì chưa từng có ý định rời đi. Lâm Song còn xin lễ tân WeChat của Giang Hỉ, kết bạn với cô ta. Giang Hỉ không từ chối, đồng ý chấp nhận kết bạn. Để khiêu khích Lâm Song, Giang Hỉ đã gửi cho cô ấy bộ váy trắng, nói rằng Vệ Minh muốn dẫn mình tới tiệc rượu. Không may là cô ta có việc gấp, chỉ đành gửi bộ váy đó cho Lâm Song, hy vọng cô tham gia bữa tiệc cùng anh ấy. Chỉ là không biết kích cỡ có vừa không. Lâm Song cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn quyết định mặc bộ đồ đó đến bữa tiệc. Vệ Minh đóng vai người chồng chiều vợ như mọi khi. Thấy đuôi váy quá dài khiến Lâm Song đi lại bất tiện, anh ta trực tiếp bế cô ấy lên trước mặt mọi người. Nghe thấy lời khen ngợi của mọi người, Vệ Minh mỉm cười mãn nguyện. Lâm Song thật sự không thể chịu nổi sự giả tạo này nữa. Khi nghe Vệ Minh nói mình vì gia đình nên cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ đứng phía sau anh ấy, Lâm Song không nhịn được cười nhạo bản thân vì yêu đương mù quáng nên ở nhà làm bảo mẫu. Vệ Minh bị mất mặt trước mọi người, lập tức nổi giận đùng đùng. Anh ta biện minh bản thân liều mạng làm việc vì gia đình này, còn Lâm Song ở nhà hưởng phúc mà không biết đủ. Lâm Song vô cùng tỉnh táo, không để bị Vệ Minh thao túng. Cô nhắc nhở chồng lúc đầu là do mình từ bỏ sự nghiệp, cam tâm ở nhà làm nội trợ mới khiến anh ta ở ngoài an tâm làm việc. Nhưng bây giờ Vệ Minh ăn cháo đá bát, không chỉ coi thường những gì Lâm Song bỏ ra, thậm chí còn khiến người khác nghĩ rằng anh ta mới là người hy sinh nhiều nhất. Vệ Minh nghe xong chỉ biết câm nín, lập tức lật mặt khen Lâm Song là người phụ nữ có trách nhiệm nhất thế giới này. Nhưng Lâm Song nghe xong chỉ cảm thấy buồn nôn, cũng không thể tiếp tục show ân ái trước mặt người khác. Thế là rời khỏi bữa tiệc trước. Trùng hợp bạn cũ Cố Hứa đến muộn nhìn thấy bóng dáng Lâm Song. Năm đó anh ấy vẫn luôn thích cô, nhưng Lâm Song lại chọn tên cha nam Vệ Minh. Đã nhiều năm trôi qua, anh ấy không đi tới bắt chuyện. Có lẽ trong thế giới của người trưởng thành, không làm phiền mới là lịch sự nhất. Buổi tối, vì không được tham dự bữa tiệc nên Giang Hỉ quyết định bày cách khác. Cô ta chủ động đi tới phòng làm việc hỏi han. Cha nam không cưỡng lại được, hai người lập tức lao vào nhau. Lâm Song trở về vội vàng lao vào làm việc nhà. Đột nhiên nghe thấy tiếng con gái khóc, đứa bé nửa đêm dị ứng không thở được. Lâm Song sợ hãi vội vã gọi điện cho Vệ Minh, nhưng tên cha nam đang tận hưởng hạnh phúc với tiểu tam, căn bản không quan tâm điện thoại. Lâm Song cõng con gái tới bệnh viện như một người mẹ đơn thân, một mình chạy đi chạy lại nộp viện phí và chăm sóc con, hoàn toàn không để ý bản thân cũng đang sốt. Cho dù như vậy, mẹ chồng khi biết chuyện vẫn gửi tin nhắn tới trách cô không biết chăm con, mệt mỏi cả đêm cuối cùng cũng được về nhà. Vệ Minh biết tin con gái bị bệnh, không chỉ không quan tâm, thậm chí còn giống mẹ chồng, trách Lâm Song quá sơ ý. Lâm Song ấm ức thật sự không thể nhịn được nữa, tiếp đãi khách hàng bận tới mức không nghe điện thoại. Tối qua một mình tôi đưa Quả Quả đi bệnh viện, tôi gọi anh 12 cuộc, em không nghe rõ sao, điện thoại hết pin, hôm nay là hết pin, hôm qua đi công tác, rốt cuộc anh còn viện cớ gì nữa. Khi cãi nhau, shipper bỗng nhiên giao đồ do Giang Hỉ gửi đến, bên trong là cà vạt Vệ Minh làm rơi ở khách sạn, còn kèm theo tờ giấy ghi những lời xến xúa, chứng cứ rõ rành rành. Lâm Song cuối cùng cũng bộc phát cơn giận đã kìm nén bấy lâu, nhưng Vệ Minh vẫn chối cãi. Anh ta bắt đầu quay sang trách móc Lâm Song không hiểu chuyện, mình ở bên ngoài vất vả làm việc, mục đích là để cô và con gái sống thật tốt, nhưng Lâm Song lại không biết đủ. Tiếng cãi nhau ngày càng lớn, con gái đang ngủ say cũng bị đánh thức. Trải qua chuyện này, Lâm Song hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt cha nam. Cô ấy cũng không ôm hy vọng anh ta sẽ cải tà quy chính. Lâm Song lấy lại tinh thần, trong trận chiến ly hôn này, cô phải cố gắng giành được lợi ích lớn nhất cho mình và con gái. Lâm Song nhờ người quen trong phòng tập bán nhẫn kết hôn giúp mình, hoàn toàn buông bỏ tình cảm giữa hai người. Cũng tại đây, Lâm Song nhìn thấy dây chuyền và túi sách Vệ Minh mua tặng Giang Hỉ. Vệ Minh đúng là kẻ danh ma, những đồ tặng Giang Hỉ đều là các mẫu hàng hiệu cơ bản, giá thành không đắt nhưng vẫn là đồ hiệu, khiến người ta không thể chê được. Lâm Song hỏi luật sư tư vấn chuyên nghiệp, dựa vào tình hình hiện giờ, căn nhà hai người ở đang đứng tên bố mẹ chồng, cộng thêm Vệ Minh đã bắt đầu thay đổi tài sản chung của hai vợ chồng. Vì thế nếu bây giờ đòi ly hôn sẽ gây bất lợi cho Lâm Song, thậm chí dựa vào tình hình kinh tế hiện giờ của họ, Lâm Song rất có thể sẽ không giành được quyền nuôi con. Luật sư đưa ra lời khuyên cho cô ấy, trước hết án binh bất động, tìm một công việc chứng minh mình có thu nhập, tiếp theo tìm ra bằng chứng cha nam ngoại tình, cố gắng tranh giành quyền lợi tốt nhất cho mình để nhanh chóng thu thập chứng cứ, giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Lâm Song quyết định ra tay từ Giang Hỉ trước. Từ việc Giang Hỉ bán hết đồ hiệu có thể đoán ra, cô ta thiếu tiền, đây chính là điểm yếu của cô ta. Lâm Song trực tiếp vào thẳng vấn đề, chỉ cần Giang Hỉ giúp mình thu thập chứng cứ ngoại tình, mỗi khoản tiền Lâm Song nhận được đều sẽ chia cho Giang Hỉ một phần. Quan trọng nhất là Giang Hỉ còn có thể nhân cơ hội kiểm chứng độ thật lòng của cha nam, xem cuối cùng anh ta có cưới cô không. Giang Hỉ từ chối lời đề nghị của Lâm Song, nhưng trong lòng
cũng có chút dao động, bởi vì cô ta quả thực muốn biết Vệ Minh rốt cuộc là yêu mình hay chỉ muốn chơi đùa. Năm đó Giang Hỉ vừa tốt nghiệp, từ nhà quê lên thành phố làm việc, vừa đi làm đã gặp Vệ Minh đẹp trai nhiều tiền. Dưới sự giúp đỡ và thả thính của anh ta, cô gái chưa trải sự đời nhanh chóng mắc bẫy. Nhưng sau khi hai người ở bên nhau, Giang Hỉ mới biết Vệ Minh là người đã kết hôn, người có vợ thường xuyên kể lể mình không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, sống với nhau chỉ vì con. Sự xuất hiện của Giang Hỉ đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của anh ta. Dưới sự dụ dỗ ngọt ngào của Vệ Minh, Giang Hỉ trở thành tiểu tam ai cũng ghét, không chỉ phải nhẫn nhịn cái nhìn của người đời, ngay cả em trai cũng chỉ trách cô ấy. Giang Hỉ hoàn toàn bùng nổ, từ nhỏ sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, rõ ràng thành tích của cô tốt hơn em trai, nhưng bố mẹ lại chi số tiền lớn để cậu ta đi học, còn bảo Giang Hỉ đưa đón và nấu cơm cho em trai, không dễ gì mới thoát ra khỏi căn nhà đấy. Em trai lại tới gây phiền phức, Giang Hỉ làm việc quần quật kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng cậu ta lại chê tiền cô kiếm là tiền bẩn. Chính vào lúc này, Giang Hỉ nhận được tin nhắn Lâm Song gửi đến, hỏi cô ấy suy nghĩ thế nào rồi. Khoảnh khắc này Giang Hỉ hoàn toàn dao động, nhưng thủ đoạn của cha nam rất khó đề phòng. Ngày hôm sau Giang Hỉ xảy ra sơ suất trong công việc, Vệ Minh không chỉ giải quyết tất cả vấn đề mà còn dỗ cô ấy vui vẻ. Việc này khiến Giang Hỉ lại do dự, sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn từ chối lời mời hợp tác với Lâm Song. Để giành được quyền nuôi con, Lâm Song muốn bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, nhưng cô ấy đã cách ly xã hội này mấy năm rồi. Cho dù thành tích học tập tốt thế nào thì trong mắt nhà tuyển dụng vẫn không đáng một xu, vì thế cô ấy chỉ có thể hy vọng làm ở vị trí thấp giống sinh viên mới ra trường. Với điều kiện nhà tuyển dụng không quá khắt khe về tuổi tác, Lâm Song dừng xe bên đường nhớ lại lời bạn thân nói với mình, không ngờ lại bị người lạ hiểu nhầm thành tài xế. Khi biết nơi anh ta muốn đi cùng đường với mình, Lâm Song đồng ý đưa đối phương một đoạn. Lần này cô cũng quyết định đăng ký thành tài xế taxi, vừa nhận đơn vừa tìm việc. Trở về nhà, Vệ Minh đang chơi đùa cùng con gái, còn khoe với cô hôm nay đưa cô bé tới khu vui chơi, một lát nữa hai bố con còn cùng nhau làm bánh. Để không làm con gái mất hứng, Lâm Song miễn cưỡng chụp ảnh chung. Có điều khi cắt bánh kem, Lâm Song trực tiếp cắt hình vẽ của Vệ Minh ra để bày tỏ rõ thái độ của mình. Anh ta chính thức ra khỏi nhà. Giang Hỉ nhìn tấm ảnh hai bố con vui vẻ trên story, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc đầu cô từng hỏi Vệ Minh rốt cuộc tại sao không ly hôn, không phải bây giờ, vậy thì lúc nào? So với tờ giấy đăng ký kết hôn, tình yêu mới là thứ quan trọng nhất. Lúc này Giang Hỉ lại nhớ đến những lời Lâm Song nói. Sở trường của tên cha nam này là ăn nói hai lời. Sớm muộn gì có ngày cô sẽ nhận ra yêu đương với anh ta sai lầm thế nào. Một bên là lời nói ngọt ngào của Vệ Minh, một bên là ví dụ chân thực về sự phản bội của anh ta. Hai bên không ngừng đấu đá nhau, Giang Hỉ không biết phải làm sao, không biết nên đứng về phía nào. Tình cảm không như ý, còn phải đối phó với người mẹ tham tiền. Gia đình muốn xây nhà mới, người mẹ vừa mở miệng đã đòi 150.000 đô để tích lũy thành tích, kiếm nhiều tiền hơn. Giang Hỉ đồng ý ra ngoài tiếp khách, nhưng trước đó cô ấy hỏi Vệ Minh nếu mình ký hợp đồng thành công sẽ được thưởng gì. Vệ Minh đương nhiên hứa cho cô ta thăng chức tăng lương. Vì tiền, Giang Hỉ rót rượu cho một đám đàn ông, sau đó uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng khách hàng đồng ý ký hợp đồng, có điều bọn chúng đều là người xấu, cố ý chuốc say Giang Hỉ, muốn đưa cô ấy vào khách sạn. Giang Hỉ say ngoắc cần câu bị cưỡng ép lên xe, trong lúc vùng vẫy, may mà Lâm Song đi qua nhìn thấy và cứu lấy cô ấy. Lâm Song hỏi địa chỉ của Giang Hỉ, sau đó đưa về nhà. Giang Hỉ trong cơn say vừa luôn miệng kêu ký hợp đồng, vừa lải nhải chuyện mình bị người mẹ đòi tiền. Lâm Song nghe xong trong lòng có chút chua xót. Cùng là phụ nữ, ai cũng có nỗi khổ riêng. Mặc dù không thể chấp nhận Giang Hỉ làm tiểu tam, nhưng Lâm Song cũng thông cảm với những gì cô ta gặp phải. Lâm Song vốn định đưa Giang Hỉ về nhà rồi rời đi, nhưng em trai ngay cả canh giải rượu cũng không biết nấu. Lâm Song bất lực chỉ đành vào bếp nấu giúp cô ấy. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giang Hỉ biết Lâm Song không chỉ đưa mình về mà còn đích thân nấu canh, khó tránh có chút cảm động. Có điều việc quan trọng nhất bây giờ là thăng chức tăng lương. Giang Hỉ vui vẻ chạy tới công ty, còn mua cho mỗi người một ly cà phê, coi như ăn mừng trước. Nhưng cô ấy không ngờ đơn hàng bản thân liều mạng có được, vậy mà bị Vệ Minh chuyển sang cho đồng nghiệp Mễ Tuyết. Phải biết bình thường hai người họ như nước với lửa, cha nam vì tiền đồ của mình nên nhường công lao của Giang Hỉ cho người khác, còn bảo làm vậy là vì tương lai của hai người. Bậc thầy tẩy não lấy báo cáo thăng chức ra bảo đảm, nhất định sẽ để Giang Hỉ thăng chức như đã hứa. Giang Hỉ lại bị lời nói dối lừa gạt lần nữa, quyết định tin tưởng người đàn ông mình yêu. Nhưng Giang Hỉ không biết rằng, cô ấy vừa rời đi, báo cáo thăng chức đã bị cha nam ném vào thùng rác ngay lập tức. Khi gặp lại Lâm Song, Giang Hỉ lịch sự cảm ơn cô ấy, có điều vẫn tuyên bố không đồng ý hợp tác. Lâm Song sớm đã nhìn rõ bản chất của cha nam, bây giờ Giang Hỉ vẫn chưa đủ tổn thương, vẫn ôm hy vọng với hắn ta. Tuy nhiên mộng tưởng sẽ có ngày bị dập tắt, trước lúc đó cô ấy chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Song cũng không gấp gáp, cô ấy cần thu thập chứng cứ dần dần, lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. Trước lúc đó, Lâm Song vẫn phải tiếp tục đóng vai nội trợ gia đình, dọn dẹp nhà cửa,
Hôm nay, Vệ Minh gọi điện thoại nhờ Lâm Song mang áo sơ mi tới cho mình. Áo của anh ta bị đổ cà phê. Lâm Song nhanh chóng chạy tới hội trường, không ngờ lại gặp bạn học Cố Hứa ở đây. Anh ấy bây giờ đã trở thành nhân vật có tiếng trong ngành, nhưng khi đi học Cố Hứa lại liên tục bại dưới tay Lâm Song. Nghĩ tới hoàn cảnh của hai người hiện giờ, Lâm Song không ngừng cảm thán, vận mệnh thật khó đoán. Lúc đầu cô từ bỏ tất cả, lựa chọn con đường mình cho là đúng, không ngờ lại là quyết định sai lầm. Khi ra ngoài, Lâm Song nhận được đơn đặt xe, không ngờ khách hàng lại là Cố Hứa. Anh ấy nhìn thấy tài liệu trên xe, đoán chắc Lâm Song có ý định quay lại làm việc, thế là đưa ra vài đề nghị cho cô ấy. Lâm Song mặc dù ngoài miệng không chịu, nhưng vẫn ấn vào trang mạng Cố Hứa giới thiệu, nghiêm túc học tập, nâng cao bản thân. Ở bên này, Giang Hỷ bị chủ nhà tăng tiền phòng. Cô nhấn mạnh hợp đồng hai người đã ký lúc đầu, nhưng chủ nhà không nói lý lẽ, không thuê nữa thì chuyển đi, cùng lắm là đền chút tiền hợp đồng. Giang Hỷ bất lực chỉ đành thỏa hiệp, cô đưa tiền phòng và tiền điện nước nửa năm cho em trai, để cậu ta nộp cho chủ nhà, nhưng không ngờ cậu ta vậy mà lại trực tiếp gửi cho mẹ để thể hiện, còn nói dối rằng đó là tiền lương của mình. Điều này khiến người mẹ vốn trọng nam khinh nữ, vừa tâng bốc con trai tài giỏi, vừa trách mắng Giang Hỷ vô dụng. Giang Hỷ tức giận chỉ đành gửi gắm hy vọng vào công việc. Ai ngờ lời hứa thăng chức của Vệ Minh chính là chuyển cô tới bộ phận nhàn rỗi hơn. Nhân viên ở đó đều là những người có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Giang Hỷ muốn tìm Vệ Minh nói cho ra lẽ, nhưng anh ta căn bản không trả lời tin nhắn. Rõ ràng đang trốn tránh cô ấy, Giang Hỷ cũng coi như đã nhìn rõ bộ mặt thật của cha nam. Đúng lúc cô ấy cần dùng tiền gấp, sau khi tính toán một hồi, quyết định bắt tay hợp tác với Lâm Song. Lâm Song đồng ý cho cô ấy 10.000 đô, nhưng Giang Hỷ muốn chơi một vố lớn hơn. Cô tát tôi một cái, sau khi xong việc, cô đưa tôi thêm 40.000. Thế là Giang Hỷ cố ý dẫn Vệ Minh đi hẹn hò ở phòng triển lãm. Và nhân lúc Lâm Song xuất hiện chủ động hôn lấy anh ta. Dựa theo kế hoạch, Lâm Song xuất hiện đúng lúc, tát Giang Hỷ một cái. Giang Hỷ sững sờ tại chỗ, dương mắt nhìn Vệ Minh đuổi theo Lâm Song, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình. Lúc này Giang Hỷ bỗng nhớ lại lời Lâm Song từng nói, cho dù tôi rời đi, cô cũng sẽ không vào được. Hắn ta là người sĩ diện, những thứ bày trước mặt không bằng mua đồ cũ. Người đàn ông như vậy chẳng yêu ai hết, chỉ yêu bản thân thôi. Vốn dĩ Giang Hỷ vẫn ôm chút hy vọng, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy bản thân thật ngây thơ. Vệ Minh đuổi theo Lâm Song liên tục giải thích, Giang Hỷ chỉ là người bạn cũ đã lâu không gặp, anh ấy cũng không biết tại sao đối phương lại chủ động hôn mình. Để Lâm Song bớt giận, Vệ Minh lập tức chuyển cho cô ấy 100.000 đô. Lâm Song biết việc quan trọng nhất bây giờ là phải lấy được nhiều tiền nhất từ chỗ Vệ Minh, thế là nhanh chóng nhận tiền. Buổi tối, Giang Hỷ nhận được tin nhắn Vệ Minh bắt cô ấy phải nghỉ phép. Thấy thái độ của cha nam như vậy, Giang Hỷ chỉ cảm thấy tình cảm của mình đúng là vứt cho chó ăn. Lâm Song nhân lúc con gái và cha nam ngủ say một mình ngồi uống rượu giải sầu. Căn nhà rộng lớn như vậy, chỉ có buổi đêm cô ấy mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ, yên tĩnh làm chính mình. Lâm Song gửi tin nhắn cho Giang Hỷ, hai người hẹn nhau ngày mai gặp. Khi gặp lại, Lâm Song chuyển tiền cho Tiểu Tam như đã hứa. Giang Hỷ nói rằng sau này không ai nợ ai, cô ta vẫn không muốn từ bỏ Vệ Minh, vẫn ôm hy vọng ở bên nhau mãi mãi. Nhưng Vệ Minh là một người thực tế, vừa bị vợ nhìn thấy cảnh mình hôn tình nhân, anh ta lo lắng chuyện này sẽ lại xảy ra, vì thế quyết định né tránh Giang Hỷ, không cho cô ta tiếp cận. Giang Hỷ không cam lòng, muốn dùng cách khác thu hút sự chú ý của Vệ Minh. Cô ấy tự mình đặt hoa tới công ty, thuê xe sang đón mình tan làm, tự biên tự diễn màn kịch được Phú Nhị Đại theo đuổi. Vệ Minh nhìn thấy thứ vốn thuộc về mình bị cướp mất, quả nhiên đã mắc bẫy. Giang Hỷ thấy thời cơ chín mùi, lập tức xuất hiện trước mặt anh ta. Hai người làm lành như lúc đầu, Vệ Minh nghiêm túc nhấn mạnh, anh ta không thích bị tính kế, nhắc nhở Giang Hỷ sau này đừng dùng thủ đoạn này nữa. Giang Hỷ là một cô gái đơn thuần, cô ấy đồng ý nghe theo lệnh người mình yêu. Lâm Song hoàn toàn không biết hai người đã làm hòa. Dạo này bố mẹ chồng tới nhà ở, Lâm Song mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc họ, ban ngày cùng hai người tới bệnh viện lấy thuốc, mẹ chồng cao cao tại thượng sai Lâm Song chạy đi chạy lại, thậm chí vì chút tiền mà tính kế cô ấy. Khi xuống tầng, Lâm Song nhận được điện thoại từ số lạ, cô ấy tưởng lừa đảo nên trực tiếp tắt máy, không ngờ ngay giây sau giọng nói của Cố Hứa bỗng truyền đến, chất vấn cô ấy làm con kiểu gì vậy, ngay cả bố bị gãy xương nhập viện cũng không biết. Lâm Song nghe xong sững sờ tại chỗ, sau khi nhìn thấy bố bị gãy chân, cô ấy cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Bố mẹ an ủi cô không có chuyện gì lớn, đồng thời cũng cảm ơn Cố Hứa. Bố Lâm Song là từng là thầy giáo của anh ấy, lúc trước chăm sóc Cố Hứa rất tốt. Cố Hứa luôn khắc ghi ân tình mà họ dành cho mình. Sau khi về nước thường xuyên tới thăm hai người, Lâm Song vừa định nói vài câu với bố mẹ, bỗng nhiên Vệ Minh gọi điện tới. Em làm con dâu kiểu gì thế hả? Bố một mình ở viện nội soi dạ dày, em bỏ ông ấy ở đó không quản sao? Lâm Song cố nén cơn giận bảo anh ta bố mình đang nhập viện, sau đó trực tiếp cúp máy. Để giữ thể diện, anh ta vội vàng chạy đến bệnh viện, ai ngờ lại nhìn thấy Cố Hứa và hai người nói chuyện vui vẻ. Nghe Cố Hứa nói mình đã thực hiện ước mơ tiêu tiền không phải suy nghĩ,
Bây giờ về nước để làm những chuyện mình thích. Vệ Minh ghen tị đến mức nổi cả đom đóm mắt. Trên đường trở về nhà không ngừng kể lể với Lâm Song. Nhưng cô ấy mệt mỏi cả ngày chơi, sớm đã ngủ thiếp đi. Về đến cổng nhà, Vệ Minh bảo Lâm Song vào trong nói với bố mẹ vài câu dễ nghe. Sau đó viện cớ tăng ca lái xe rời đi. Lâm Song trở về nhà hầu hạ bố mẹ chồng xong. Nhớ lại lúc đầu khi mình quyết định nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, bố mẹ kiên quyết phản đối. Lúc đó cô tưởng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng giờ nghĩ lại đúng là sai lầm. Lâm Song không hối hận vì nghỉ việc chăm sóc con gái, nhưng hối hận vì nhìn nhầm người. Để có thể sớm thoát khỏi bể khổ, Lâm Song tranh thủ thời gian tìm việc. Khi làm tài xế taxi, cô ấy biết tin một doanh nghiệp đang tuyển dụng. Thế là liền cầm CV tới đó phỏng vấn. Nhưng nhà tuyển dụng vừa nhìn đã trực tiếp trả CV lại, nói với cô bọn họ chỉ tuyển sinh viên mới ra trường. Lâm Song ra sức bảo đảm bản thân có thể giống như người mới, nhưng đối phương căn bản không quan tâm. Lâm Song vào phòng vệ sinh để bình tĩnh lại, tiện tay sấy áo sơ mi cho một người mẹ đang cho con bú. Nhưng trước khi đi lại để quên hồ sơ ở đó, lúc này cô ấy vẫn chưa biết đây chính là số phận an bài. Vận mệnh rất nhanh sẽ có chuyển biến tốt. Hôm nay, công ty sắp tổ chức tiệc gia đình, Vệ Minh nhất định phải dẫn Lâm Song và con gái tới tham dự. Vì tránh để hai người phụ nữ gặp mặt, anh ta tự quyết định bảo Giang Hỷ không cần tham gia. Giang Hỷ nghe xong cực kỳ tức giận, cứ muốn thể hiện bản thân trước mặt Lâm Song. Nhưng Lâm Song vừa nhìn đã nhận ra cô ta đang giả vờ, còn phân tích lý do Vệ Minh không để Tiểu Tam đi. Anh ta quả thực muốn tận dụng buổi tiệc này, củng cố hình tượng người đàn ông tốt trong nhà. Lỡ như một ngày nào đó, chuyện ở buổi triển lãm lại xảy ra, anh ta có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Đến lúc đó mọi người sẽ chỉ chửi Tiểu Tam là cô. Lâm Song đoán không sai, Vệ Minh không chỉ tính kế vợ và Tiểu Tam, ngay cả con gái cũng không tha. Vì để cô bé xuất hiện trước mặt mọi người, anh ta mặc kệ cảm nhận của con gái, kiên quyết bắt con bé mặc váy công chúa. Lâm Song không muốn bỏ qua cơ hội này, trước khi xuất phát liền gửi tin nhắn cho Giang Hỷ. Nếu muốn kiểm tra sự chân thành của Vệ Minh, lần này là cơ hội tuyệt vời. Giang Hỷ vốn không muốn tới đó, nhưng đúng lúc này mẹ lại gọi đến đòi tiền. Trong lúc tức giận, Giang Hỷ bắt buộc phải biết đáp án từ chỗ Vệ Minh. Thế là thay sang bộ đồ lộng lẫy nhất đi tới hiện trường. Giang Hỷ chậm rãi bước từ trên cầu thang xuống. Lâm Song giả vờ không quen, phối hợp diễn kịch cùng cô ta. Vệ Minh tức giận lập tức kéo Giang Hỷ vào trong phòng. Anh ta bày ra dáng vẻ đáng sợ, nghiêm túc nói, trò chơi của chúng ta kết thúc rồi. Vệ Minh không cho phép bất cứ ai phá hoại kế hoạch của mình. Nếu Giang Hỷ trở thành vật cản trên con đường của anh ta sẽ khiến cô không thể ngóc đầu lên được. Không ngờ cuộc nói chuyện của hai người lại bị đối thủ của Vệ Minh nghe thấy. Con người anh đúng là quá giả tạo. Anh nói xem chơi đùa với phụ nữ thì chơi đùa thôi, sao cứ phải nảy sinh tình cảm chứ? Vệ Minh đương nhiên không thừa nhận. Anh ta bảo đối phương không có bằng chứng thì đừng ngậm máu phun người. Vệ Minh muốn đi an ủi Lâm Song, anh ta tự biết không thể biện minh, thế là lại dùng tiền an ủi cô ấy. Mỗi lần chuyển 500.000 đô, Lâm Song quay sang chuyển cho Giang Hỷ 10.000. Mặc dù hành động lần này không nằm trong kế hoạch của hai người, nhưng cũng may nhờ Giang Hỷ nên cha Nam mới nôn tiền ra. Tất cả những gì Lâm Song làm bây giờ đều là để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình và con gái. Nhưng Giang Hỷ vẫn ôm hy vọng với cha Nam. Cho dù Lâm Song liên tục cảnh cáo cô ấy, Vệ Minh chỉ coi cô là công cụ giải tỏa thôi. Nhưng đối với người từ nhỏ tới lớn bị hắt hủi trong gia đình như Giang Hỷ, chỉ khi ở bên Vệ Minh, cô ta mới cảm thấy được coi trọng và công nhận. Vì vậy mới không muốn buông bỏ. Hôm nay khi Giang Hỷ đi làm, nhìn thấy đồng nghiệp đứng bên cạnh thì thầm bàn tán. Lúc này mới biết đối thủ của Vệ Minh đã để lộ số liệu khách hàng. Có người cố ý thông báo chuyện này cho truyền thông. Lâm Song biết tin lập tức tới tìm Giang Hỷ. Cô ấy đoán chắc chuyện này 90% do Vệ Minh làm. Lâm Song muốn Giang Hỷ giúp mình lấy được bằng chứng làm quân bài ly hôn với Vệ Minh. Đồng thời, đây cũng có thể trở thành quân bài để bảo vệ lợi ích của chính cô ta. Giang Hỷ suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý với Lâm Song. Nhân lúc đi làm, Giang Hỷ đăng nhập vào tài khoản nội bộ công ty. Lâm Song đoán một hồi, cuối cùng cũng đoán đúng mật khẩu. Mật khẩu này không liên quan tới hai người phụ nữ, mà là ngày anh ta lên chức tổng giám đốc, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Có thể thấy trong lòng cha Nam, người quan trọng nhất mãi mãi là bản thân anh ta. Giang Hỷ thành công tìm thấy ảnh chụp màn hình Vệ Minh báo cáo bí mật. Cô ấy vội vàng sao chép lại, thành công lấy được chứng cứ. Lâm Song đương nhiên rất vui mừng. Hai người hẹn nhau buổi tối gặp mặt. Chuyện vui không chỉ có như vậy. Lâm Song đột nhiên nhận được điện thoại thông báo mời phỏng vấn. Hóa ra hôm đó người mẹ bỉm sữa mà cô giúp đỡ đã đưa hồ sơ của cô cho phòng nhân sự và cầu xin bọn họ cho Lâm Song một cơ hội. Lâm Song đến phỏng vấn như đã hẹn. Cô ấy hoàn toàn không ngờ nhà tuyển dụng lại chính là Cố Hứa. Khi bị hỏi tới câu tại sao đang làm nội trợ lại quay trở lại làm việc, Lâm Song nói ra đáp án của mình. Năm đó tôi đã chọn quay về với gia đình. Chuyện này tôi không hề hối hận, nhưng giờ đây tôi lại muốn trở về với con người cũ của mình. Để con gái có thể thấy phụ nữ cũng có thể theo đuổi ước mơ. Câu trả lời của Lâm Song khiến mọi người cảm động, duy chỉ có Cố Hứa từ chối. Anh cho rằng Lâm Song đã ở nhà 4 năm, kiến thức cô ấy biết sớm đã không theo kịp ngành công nghệ máy tính này nữa rồi. Lâm Song nghĩ đi nghĩ lại về lời của Cố Hứa. Đến nay cô đã phải trả giá vì sự lựa chọn của mình. Con đường quay trở lại làm việc còn khó hơn tưởng tượng.
Sau khi tan làm, Giang Hỉ chuẩn bị tới gặp Lâm Song. Ai ngờ Vệ Minh lại dừng xe trước mặt cô ấy, ra hiệu cho cô lên xe. Không lâu trước, Vệ Minh đăng nhập vào tài khoản phát hiện bất thường. Sau khi điều tra IP, anh ta biết Giang Hỉ đã vào tài khoản của mình. Thế là liền đưa cô ấy tới một nhà hàng sang trọng, chuẩn bị cả hoa và bánh kem. Sau đó tỏ tình Giang Hỉ trong không gian vô cùng lãng mạn. Lâm Song vẫn đang ngồi chờ đợi. Không ngờ sau khi phân vân một hồi, Giang Hỉ quyết định cho bằng chứng vào thùng rác. Ngày hôm sau, Lâm Song tới tìm Giang Hỉ. Cô ta trực tiếp nói rằng mình đã tiêu hủy bằng chứng. Lúc đầu đồng ý lời đề nghị là vì muốn xem vị trí của mình trong lòng Vệ Minh. Bây giờ đã có được đáp án mong muốn. Vì thế cô ta không cần hợp tác với Lâm Song nữa. Lâm Song hoàn toàn cạn lời với con người mù quáng này. Huống hồ Vệ Minh vẫn tiếp tục tẩy não. Anh làm vậy không chỉ vì bản thân, mà anh muốn tặng vị trí trợ lý phó tổng này cho em. Lời nói ngọt ngào của cha nam khiến Giang Hỉ cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy. Người bên ngoài vừa nhìn đã nhận ra bản chất, nhưng người trong cuộc u mê không thoát ra nổi. Lâm Song thất thần ra công viên giải tỏa tâm trạng, ngay cả bố mẹ gọi đến cũng không nghe. Cô hứa tới tìm Lâm Song chỉ trích vài câu, Lâm Song không thể kìm nén được nữa mà trực tiếp bùng nổ, nói ra sự hy sinh của mình, vì chăm sóc con cái mà từ bỏ ước mơ. Cái gọi là hy sinh chính là việc bạn không muốn nhưng bắt buộc phải làm. Lâm Song quay người rời đi, cô hứa nhìn bóng lưng lạc lõng của cô ấy bỗng cảm thấy có chút đau lòng. Đối thủ cạnh tranh của Vệ Minh muốn hợp tác với Giang Hỉ để lật đổ anh ta. Nhưng Giang Hỉ một lòng một dạ với Vệ Minh, căn bản không coi đối phương ra gì. Bất ngờ là cô ta đột nhiên thay đổi, giả vờ đồng ý hợp tác, sau đó ghi âm lại những lời đối phương nói. Nhưng vừa quay đi lập tức gửi cho Vệ Minh, hóa ra anh ta cũng muốn lật đổ đối phương. Vì vậy mới lợi dụng Giang Hỉ để lấy được chứng cứ gây bất lợi cho đối thủ. Vệ Minh nói dối rằng mình muốn chỉnh cậu ta. Ngày hôm sau lại lấy danh nghĩa Giang Hỉ tố cáo đối thủ quấy rối. Đoạn ghi âm vang lên trong công ty, Giang Hỉ vì là người trong cuộc nên phải đứng trước đầu sóng ngọn gió. Vệ Minh lại tẩy não cô ta lần nữa. Em đợi anh lên làm phó tổng, ai dám bàn tán chỉ trỏ trước mặt em, anh sẽ cho người đó biến khỏi Phương Châu. Ở bên này, người mẹ bỉm sữa mà Lâm Song từng giúp gửi thẻ nghe giảng cho cô ấy, hy vọng Lâm Song có thể tới dự thính miễn phí, sớm lấy lại những kiến thức đã mất. Hôm nay vì có buổi học đột xuất, Lâm Song chỉ đành nhờ mẹ chồng đi lớp đón con gái. Bà ấy không muốn nhưng miễn cưỡng đồng ý, nhưng trên đường chỉ quan tâm buôn chuyện, ngay cả đứa bé đi lạc cũng không phát hiện ra. Khi Lâm Song nhận được điện thoại, trùng hợp cô Hứa cũng ở đó, thế là lái xe đưa cô ấy tới trung tâm thương mại. Lâm Song tới gặp mẹ chồng, còn cô Hứa kiểm tra camera. Lúc này Vệ Minh đang ở cùng Giang Hỉ cũng nhận được điện thoại. Tình thế cấp bách, hai người cùng nhau đi tới đó tụ tập với mọi người. Mẹ chồng lập tức đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lâm Song. Lâm Song không muốn truy cứu ai đúng ai sai, chỉ muốn mau chóng tìm được con. Đột nhiên nhớ tới công viên bên cạnh trung tâm thương mại, thế lại vội vàng chạy qua đó tìm kiếm. Không ngờ vừa ra tới cửa đã nhìn thấy con gái được Giang Hỉ đưa về. Tìm thấy con gái, Vệ Minh bắt đầu quay sang chỉ trích vợ. Anh vất vả ở ngoài kiếm tiền nuôi gia đình để làm gì chứ? Để em chăm sóc tốt cho cái nhà này, chút chuyện còn con này cũng không làm được. Em khiến anh thất vọng quá. Giang Hỉ tận mắt chứng kiến cảnh cả gia đình cãi lộn, không ngừng chất vấn bản thân. Đây là cuộc sống mà mình mong muốn sao? Cố Hứa cũng nhìn thấy cảnh Lâm Song bị mọi người công kích. Thế là anh ấy liền gửi cho cô hình ảnh camera giám sát. Bên trong hiển thị rõ, mẹ chồng vừa đi vừa nghe điện thoại nên mới để lạc quả quả. Lâm Song đưa video cho mẹ chồng và Vệ Minh xem, lúc này mới chặn họng họ được. Sau khi về nhà, mẹ chồng lại xin Vệ Minh tiền mua cổ phiếu. Hai ông bà già vẫn luôn ôm giấc mộng làm giàu. Bây giờ tiền trong tay đã hết sạch, bà ta muốn xin con trai 200.000 đô trước. Vệ Minh bảo rằng gần đây mình cũng khó khăn, bởi vì mấy ngày trước vừa chuyển cho Lâm Song 500.000. Mẹ chồng nghe xong lập tức nhảy dựng lên, vốn dĩ định ngày mai sẽ về nhà, nhưng bây giờ dứt khoát không về nữa. Tuyên bố ở lại đây trông nhà giúp con trai. Một khi phát hiện Lâm Song có bất cứ động thái gì sẽ thông báo cho anh. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng để Vệ Minh tranh chức phó tổng. Để củng cố hình tượng, anh ta lại dẫn Lâm Song tới khuôn viên trường đại học, sắp xếp một màn gợi lại quá khứ. Nếu đã làm để cho người khác xem, đương nhiên không thể thiếu đồng nghiệp. Năm đó quả bóng của Vệ Minh đập vào đầu Lâm Song. Bạn học, cậu không sao chứ? Tôi có sao, nếu thật sự có sao thì để tôi đưa cậu tới phòng y tế. Thời gian 10 năm đủ để Lâm Song nhìn rõ bộ mặt thật của cha nam. Thấy anh ta sắp hôn mình, Lâm Song không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng. Năm đó quả bóng đập vào đầu cô ấy có phải do Vệ Minh sắp xếp không? Giang Hỉ nhìn thấy ảnh Vệ Minh đăng lên trang cá nhân cảm thấy tức điên người. Chế nhạo Lâm Song miệng nói không cần nhưng vẫn sâu ân ái. Lâm Song giải thích rằng mình hoàn toàn không biết chuyện. Hơn nữa Vệ Minh làm vậy chỉ là sợ xảy ra việc gì đó vào thời điểm quan trọng của cuộc cạnh tranh. Lâm Song khuyên Giang Hỉ nên tỉnh táo lại. Nhưng cô ta vẫn u mê không lối thoát, kiêu ngạo trả lời rằng mình không cần tỉnh, chỉ cần thắng. Sau khi về nhà, Giang Hỉ nhận được quà xin lỗi mà Vệ Minh gửi đến, còn gửi tin nhắn đảm bảo chỉ yêu mình cô ấy. Đi cùng Lâm Song chẳng qua là để diễn kịch thôi. Mọi khó chịu trong lòng Giang Hỉ thoáng chốc tan biến. Để gắn kết tình cảm với Vệ Minh hơn, Giang Hỉ mời anh ta tới nhà hàng đã đặt trước nửa năm.
hy vọng hai người cùng cố gắng biến ước mơ thành sự thật. Nhưng cô ấy hoàn toàn không phát hiện, ánh mắt Vệ Minh nhìn mình có chút thương xót và thông cảm. Hóa ra giám đốc điều hành đã điều tra ra người tố cáo là nhân viên công ty, vì thế đã yêu cầu đóng băng toàn bộ tài khoản của nhân viên. Vệ Minh sợ sự việc bại lộ, để trốn tránh trách nhiệm, quyết định cho Giang Hỉ chịu tội thay. Cha Nam lòng lang dạ sói, một mặt giả vờ tình sâu nghĩa nặng với Giang Hỉ, mặt khác nhẫn tâm đẩy đối phương xuống vực thẳm. Giang Hỉ không biết chuyện vừa đến nơi đã bị giám đốc gọi vào nói chuyện. Người ngồi đó còn có Vệ Minh luôn miệng nói yêu cô. Giám đốc nghi ngờ Giang Hỉ là người tiết lộ. Trước hết cô ấy công khai đoạn video đối thủ quấy rối mình, sau đó xảy ra chuyện tố cáo anh ta. Cộng thêm Giang Hỉ từng lén lút đăng nhập vào tài khoản của Vệ Minh, những chứng cứ này đã chỉ ra cô ấy chính là người tiết lộ bí mật. Vệ Minh muốn hoàn toàn đẩy Giang Hỉ xuống vực, giả bộ lấy thân phận lãnh đạo cầu xin cho cô ấy. Để chuyện này êm dịu, công ty yêu cầu Giang Hỉ nhận tiền bồi thường và chủ động từ chức. Giang Hỉ giận dữ tới tìm Vệ Minh nói cho ra lẽ, nhưng cô ấy bây giờ chẳng có giá trị gì trong mắt anh ta. Giang Hỉ cuối cùng đã sững lặng, nhưng vẫn muốn biết Vệ Minh có từng yêu mình không. Vệ Minh cầu xin cô ấy thực tế lên một chút, lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tình yêu. Cho đến khoảnh khắc này, Giang Hỉ mới hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của cha Nam. Cô ấy hối hận vì không nghe lời khuyên của Lâm Song, cũng cảm thấy giận dữ vì để cha Nam chơi đùa hết lần này tới lần khác. Buổi tối Giang Hỉ vừa uống rượu vừa cắt hết quần áo Vệ Minh tặng mình, trong đầu lại hiện lên lời tỏ tình tưởng chừng như thật lòng của anh ta. Đến bây giờ cô ấy mới nhận ra tất cả chỉ là lừa dối. Lâm Song biết tin lập tức tới tìm Giang Hỉ. Chị nói xem giờ tôi phải làm sao? Vệ Minh nhất định sẽ phải trả giá. Nhưng không phải bây giờ. Giang Hỉ nghe lời khuyên của Lâm Song, quyết định không từ chức mà tiếp tục tới công ty làm việc dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Bây giờ Giang Hỉ giống như chẳng còn gì để mất. Kẻ thù càng muốn cô nghỉ việc, cô ấy lại càng phải ở lại. Còn Lâm Song vẫn tiếp tục đến nghe bài giảng về chuyên ngành của mình. Bố mẹ chồng ra ngoài ăn tiệc bỗng nhiên hủy kèo, gọi điện bảo Lâm Song chuẩn bị cơm trưa. Lâm Song không muốn Vệ Minh biết chuyện mình quay lại làm việc. Để không bị bại lộ, Lâm Song gọi điện nhờ bạn thân giúp đỡ. Đáng tiếc cô ấy không bắt máy. Khi đang không biết phải làm sao, Lâm Song bỗng nghĩ đến Giang Hỉ, nói tình hình của mình cho đối phương. Giang Hỉ đi tới tòa nhà của Lâm Song, ngăn bố mẹ chồng trở về, lấy danh nghĩa nhân viên của Vệ Minh tặng họ một tấm thẻ mua sắm. Mẹ chồng thấy tiền hai mắt sáng rỡ lập tức chạy ra siêu thị. Giang Hỉ nhân cơ hội đặt đồ ăn ngoài. Sau đó Lâm Song chạy nhanh như chớp về nhà bày đồ ăn ra đĩa, may mắn qua mắt bố mẹ chồng. Giang Hỉ không hiểu tại sao Lâm Song phải sống mệt mỏi như vậy. Lâm Song cũng rất bất lực, bây giờ vẫn chưa tới lúc vạch trần bộ mặt thật của Vệ Minh. Huống hồ cô ấy cũng chưa biết nói sao với bố mẹ, chỉ đành chuẩn bị thật kỹ trước sau đó ly hôn. Lâm Song cũng rất ngưỡng mộ Giang Hỉ, một mình không bị ràng buộc, có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Hai người nói chuyện qua lại, dần dần tình bạn cũng bắt đầu nhen nhóm. Buổi tối, mẹ chồng vô tình nhìn thấy hóa đơn thuê phòng. Bà ta tự cho rằng Lâm Song làm chuyện có lỗi với con trai mình, chưa biết rõ chuyện đã xông vào phòng chất vấn. Từ sáng tới tối tâm trí cô toàn đặt ở bên ngoài, có phải đã làm chuyện gì đó thất đức rồi không? Mẹ, hóa đơn này là của con. Vệ Minh không thể giải thích với Lâm Song, đành dùng tiền cho qua chuyện. Tiền thưởng cuối năm của anh ta là 500.000, đồng ý đưa cho Lâm Song để cô ấy mua quản lý tài chính. Thấy tiền vào tài khoản, Lâm Song cũng không nói nhiều nữa. Còn mẹ chồng tự cầm cục đá đập vào chân mình, bà ta không cam tâm để Lâm Song được lợi, thế là lại nghĩ cách tác quái để lấy lại số tiền trong tay Lâm Song. Bố mẹ chồng tìm người đóng giả chủ nợ tới nhà đòi. Lâm Song muốn gọi điện cho Vệ Minh, nhưng bị bố chồng ngăn lại, nói dối rằng không muốn mất mặt với con trai. Lâm Song muốn báo cảnh sát, mẹ chồng lại bảo chuyện xấu không được để ai biết. Chính vào lúc hỗn loạn, bố mẹ Lâm Song đột nhiên tới nhà thăm con gái. Tên lừa đảo lập tức chuyển mục tiêu sang bọn họ. Bố Lâm Song bị kích động huyết áp tăng cao ngất ngay tại chỗ. Lâm Song vội vàng đưa bố tới bệnh viện, sau đó túc trực bên giường bệnh. Đúng lúc này Giang Hỉ gọi điện tới, tình hình của cô ấy cũng không ổn lắm. Vệ Minh gửi cô ấy thông điệp cuối cùng, trong vòng một tuần nhất định phải nghỉ việc, nếu không ngay cả tiền đền bù cũng không được nhận. Những chuyện tồi tệ cứ ập đến một lúc, mẹ Giang Hỉ lại gọi đến tiếp tục đòi tiền. Trong lúc bất lực, cô ấy đành gửi tin nhắn cầu cứu Lâm Song. Ai ngờ sau khi biết tin Lâm Song đang trong viện, Giang Hỉ vội vàng chạy đến đó. Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện xong, cô ấy đoán rằng rất có thể đây là vở kịch bố mẹ Vệ Minh dựng lên. Việc đã đến nước này, Lâm Song cũng nên nói với bố mẹ chuyện ly hôn, nếu không sẽ còn xảy ra nhiều rắc rối khác. Lâm Song tâm trạng rối bời, cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn như vậy đều là do Vệ Minh ngoại tình, và chuyện này Giang Hỉ cũng có liên quan trong đó. Đối diện với chỉ trích, Giang Hỉ chỉ biết câm nín, cuối cùng xin lỗi rồi rời đi. Đợi đến khi bình tĩnh lại, Lâm Song nghiêm túc suy nghĩ, cho rằng phán đoán của Giang Hỉ có khả năng là đúng. Thế là khi nhóm lừa đảo tới nhà lần nữa, Lâm Song đã lén lút báo cảnh sát. Đám người bị đưa về đồn, tên lừa đảo sợ rước họa vào thân nên vội vàng khai báo.
Tôi chỉ là bảo vệ của nhà máy. Là bà già này bảo rằng con dâu có tiền không đưa mình tiêu. Cảnh sát cảnh cáo họ, nếu còn tiếp tục tranh cãi sẽ bị xử lý hành chính về tội tống tiền, lãng phí của công. Lần này bố mẹ chồng hoàn toàn hoảng loạn, miễn cưỡng đưa trả cho Lâm xong số tiền 250.000 vừa lừa được từ cô ấy. Trải qua chuyện này, Lâm Song không thể giả vờ trước mặt bố mẹ được nữa, chỉ đành nói cho họ biết chuyện muốn ly hôn. Bố mẹ không trách cô ấy, thậm chí còn kiên định đứng về phía con gái. Ly hôn cũng có vấn đề gì đâu, hôn nhân thất bại không có nghĩa là cả đời thất bại. Lâm Song trước giờ mạnh mẽ lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt bố mẹ, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vệ Minh biết rõ việc làm của bố mẹ, liền giả vờ thay họ xin lỗi. Lâm Song ung dung phản kích, cho rằng họ cùng một ruột. Cái gì mà cùng một ruột, em nói nghiêm trọng quá rồi đấy. Anh cả ngày bận bù đầu ở công ty, về đến nhà còn phải cãi nhau vì chút tiền này nữa. Trong thời gian chăm chỉ học tập, Lâm Song cũng nhận được thành quả xứng đáng. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ bỉm sữa, cô ấy cũng thường xuyên học hỏi thêm về chuyên ngành này. Kết quả như vậy khiến Lâm Song rất hài lòng, cũng tràn đầy tự tin vào tương lai. Thỉnh thoảng đến đón con gái tan học muộn, Quả Quả sẽ trực tiếp gọi điện cho Giang Hỉ. Lần trước Giang Hỉ dẫn cô bé bị lạc trở về, Quả Quả đã ngầm thừa nhận đây là bạn thân của mẹ, còn xin số điện thoại của đối phương. Đợi đến khi Lâm Song tới, hai người đang chơi đùa rất vui vẻ. Lâm Song cũng xin lỗi vì lần trước nói ra những lời khó nghe. Hai người bắt tay làm hòa, ngồi đó chơi đùa cùng con gái. Tình bạn này cũng khiến quan hệ của họ gần gũi hơn. Em trai của Giang Hỉ Giang Hải đang làm sale cho ngành bất động sản. Ngày đầu đi làm đã nhận được 3 khách hàng tiềm năng, tiền đồ rất rộng mở. Cậu ấy đảm bảo với chị gái, không lâu nữa cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn. Vì Giang Hỉ nên Giang Hải cũng quen biết Lâm Song. Trên đường đời mờ mịt này, Lâm Song đã từng cho cậu ấy không ít lời khuyên. Để cảm ơn cô ấy, Giang Hải chủ động nhận nhiệm vụ đón cô bé tan học. Lâm Song rất cảm kích vì điều này. Trái ngược với em trai đã tìm được việc, Giang Hỉ sắp biến thành người thất nghiệp. Vệ Minh giúp cô ấy mau chóng nghỉ việc, nếu trong 2 ngày cuối cùng vẫn chưa làm xong thủ tục, anh ta sẽ thu lại tiền đền bù. Giang Hỉ bị đẩy vào đường cùng, tới cuối cùng vẫn bị cha nam sỉ nhục như vậy. Giang Hỉ bị tổn thương gọi Lâm Song ra ngoài uống rượu. Cô ấy khóc lóc kể rằng từ nhỏ tới lớn đều bị lạnh nhạt. Cô muốn nỗ lực chứng minh bản thân, nhưng cuối cùng phát hiện mình chỉ là kẻ thất bại. Lâm Song từ nhỏ đã sống trong gia đình hạnh phúc nên không thể đồng cảm. Giang Hỉ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghỉ việc. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình lại có thay đổi lớn tới vậy. Vệ Minh muốn hợp tác với công ty bàn thạch, vì vậy đặc biệt tới gặp Cố Hứa. Không dễ gì mới đợi tới lúc tan làm, ai ngờ Cố Hứa lại lấy lý do có việc đột xuất ngó lơ anh ta. Ngày hôm sau, Cố Hứa chủ động tới tìm Vệ Minh, nhân viên ở Phương Châu đều tỏ ra kính trọng anh ấy. Nhưng Cố Hứa lại chủ động gọi Giang Hỉ đang bị đồng nghiệp bài xích lại, còn yêu cầu cô ấy phụ trách việc hợp tác lần này. Giám đốc rất ngạc nhiên khi Giang Hỉ lại quen biết nhân vật lớn như vậy. Vệ Minh lúc trước còn nằng nặc đuổi Giang Hỉ đi, vậy mà bây giờ liền lập tức nắm bắt cơ hội để được thăng chức. Nhân viên ưu tú như vậy suýt chút nữa đã phải rời khỏi công ty. Tôi cảm thấy Giang Hỉ rất có năng lực, nhất định phải giữ lại. Tôi sẽ gánh vác áp lực nặng nề này, nếu không sẽ không thể hợp tác với bàn thạch. Vệ Minh gọi Giang Hỉ tới lại bắt đầu hứa hẹn tương lai, nhưng cô ấy không bị lừa nữa. Lần này Giang Hỉ phải nắm bắt cơ hội lật chuyển tình thế. Vì phụ trách hạng mục lớn nên Giang Hỉ được thăng chức làm chủ quản, còn Mễ Tuyết bình thường hay bắt nạt cô ấy, bắt buộc phải nhường lại vị trí này. Nhìn dáng vẻ thất bại của cô ta, Giang Hỉ cuối cùng cũng cảm thấy hả dạ. Cô ấy không chờ được lập tức thông báo cho Lâm Song. Lâm Song cảm ơn cô, lần đầu tiên tôi cảm thấy được công nhận ở Phương Châu, hóa ra tất cả đều là công lao của Lâm Song. Cô ấy đã tìm bố giúp đỡ trước, năn nỉ Cố Hứa để Giang Hỉ phụ trách việc hợp tác của hai công ty. Cố Hứa sớm đã đoán được chủ ý của Lâm Song, nếu việc hợp tác giữa Bàn Thạch và Phương Châu chắc chắn sẽ xảy ra, anh ấy cũng không ngại giúp đỡ, nhưng vẫn dặn dò Lâm Song, lần sau có việc gì trực tiếp tìm mình, không cần để bố bận tâm. Đồng thời anh ấy cũng rất tò mò, Lâm Song và Giang Hỉ rốt cuộc là quan hệ gì mà đáng để Lâm Song tốn công sức nhờ vả mình như vậy. Lâm Song mỉm cười trả lời rằng hai người là bạn. Vệ Minh biết tin Lâm Song đi dự thính từ miệng đồng nghiệp, Lâm Song cũng không giấu giếm chuyện muốn quay trở lại làm việc. Vệ Minh sợ rằng năng lực của vợ sẽ vượt qua mình, thế là lấy danh nghĩa gia đình ràng buộc cô ấy. Lâm Song hoàn toàn không quan tâm suy nghĩ của Vệ Minh, quang minh chính đại nói với anh ta, mình muốn ích kỷ một lần. Vệ Minh không khuyên được vợ, chỉ đành tạm thời bỏ qua. Anh ta có nhiệm vụ giao cho Lâm Song, hy vọng cô ấy thay mình tới tham gia bữa tiệc của chị Vi. Lâm Song không muốn cha nam tiếp tục điều khiển nữa, nhưng để chuẩn bị quay trở lại làm việc, cô ấy vui vẻ xuất hiện trước mặt các nhân vật lớn, tiện thể kiếm thêm mối quan hệ. Trước khi đi, Giang Hỉ nói cho Lâm Song biết thông tin cơ bản của các vị lãnh đạo, nhưng cho dù như vậy, cô ấy vẫn cảm thấy không thể hòa nhập với họ. Cô cũng không hề biết ở đây còn có tiết mục bắn pizza. Lâm Song mặc váy dạ hội căn bản không tiện di chuyển, có điều lúc này chuyên gia có người khích đều muốn cô ấy ra mặt. Lâm Song vô cùng ngượng ngùng, Giang Hỉ đột nhiên mang quần áo tới cho cô ấy. Lâm Song mặc chiếc áo sơ mi vào sau đó đi tới trước bàn pizza. Mọi người vốn tưởng cô ấy gà mờ, chuẩn bị nhìn cô bị mất mặt. Kết quả Lâm Song cực kỳ chuyên nghiệp, thành công được đàn chị yêu thích.
Bữa tiệc kết thúc, Giang Hỉ kể cho Lâm Song nghe những gì mình thấy ở công ty. Cô ấy phát hiện Vệ Minh đang thả thính một cô gái tên Hoàng Giang Nghi. Giang Nghi mới từ nước ngoài trở về, là con gái của chủ tịch Hoàng. Ngày đầu đi làm đã ra dáng tiểu thư dạy dỗ người khác. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Bắt đầu từ bây giờ, mong mọi người giám sát lẫn nhau, nghiêm túc chấp hành quy định công ty. Bởi vì Giang Nghi quá khắt khe với đồng nghiệp, cấp trên Vệ Minh chủ động tới tìm cô ấy nói chuyện. Cha Nam hiểu rõ tâm lý phụ nữ, chỉ nói vài câu đã khiến đối phương thay đổi suy nghĩ. Để tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp, Giang Nghi đặc biệt mời mọi người tới nhà hàng dùng bữa. Nhưng do thường ngày cô ta kiêu ngạo quen rồi, đồng nghiệp đều muốn tránh càng xa càng tốt. Giang Nghi cảm thấy rất hụt hẫng. Vệ Minh nắm bắt cơ hội nói ra hôm nay là sinh nhật cô ấy. Giang Nghi cảm thấy rất ngạc nhiên, ai ngờ Vệ Minh lại đưa cô ta tới cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị một chiếc bánh kem đơn giản, cùng đón sinh nhật với Giang Nghi. Ai ngờ rằng tiểu thư tài phiệt lại trúng chiêu này, bỗng nhiên cảm thấy đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của mình. Giang Nghi bắt đầu động lòng với Vệ Minh, luôn bất giác tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt anh ta, và tìm cơ hội ở riêng với đối phương. Vệ Minh rất thích chơi đùa người khác, cố ý để Giang Hỉ phụ trách giải quyết thắc mắc của Giang Nghi. Giang Hỉ sớm đã nhìn thấu tất cả, là người từng trải, cô ấy không muốn có thêm người bị Vệ Minh làm tổn thương nữa. Nhưng Giang Nghi bây giờ giống như Giang Hỉ lúc đầu yêu đương, hoàn toàn không nghe lời khuyên, căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay của cha nam. Giang Nghi đắm chìm trong tình yêu, tranh thủ Vệ Minh đi công tác, tự ý thay đồng nghiệp đi cùng anh ấy. Vệ Minh mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường, để khiến đại tiểu thư hoàn toàn đổ gục dưới tay mình. Anh ta giả vờ ra vẻ quân tử, trách cô ấy không nên tự quyết định, sau đó lại tận dụng thân phận cấp trên, cổ vũ Giang Nghi thuyết phục khách hàng khó tính, trải nghiệm cảm giác của nhân viên, thậm chí còn lặng lẽ khoác áo của mình cho Giang Nghi khi cô ấy ngủ quên. Cứ như vậy Giang Nghi ngày càng đắm chìm trong tình yêu giả tạo mà Vệ Minh dựng lên. Giang Hỉ nói ra lý do Vệ Minh ra tay với cô ta, hai người phân tích thế lực phía sau Giang Nghi. Lâm Song đoán rằng cha nam muốn kết hôn với cô ta, tiện có chủ tịch Hoàng chống lưng, sau này có thể nắm giữ Phương Châu. Nếu đã như vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của Lâm Song bây giờ chính là tìm việc. Đúng lúc Bàn Thạch lại bắt đầu tuyển dụng, Lâm Song lấy lại tự tin tới phỏng vấn lần nữa. Chúc mừng cô gia nhập phòng nghiên cứu Bàn Thạch. Khoảnh khắc bước ra khỏi công ty, Lâm Song cảm thấy vô cùng tự do tự tại. Cô ấy thề rằng mình sẽ trở thành người tỏa ra ánh sáng, chứ không phải chờ người khác chiếu rọi vào mình. Bắt đầu đi làm chính thức, Lâm Song vừa khiêm tốn nghe chỉ dạy, vừa tăng ca học hỏi thêm, nỗ lực hơn tất cả mọi người. Trân trọng cơ hội không dễ gì mới có được này. Vừa nhậm chức, Lâm Song đã bị đồng nghiệp chơi xấu. Vốn dĩ cô và đối phương thảo luận về các vấn đề phát sinh từ thuật toán mới, nhưng đồng nghiệp đã nhanh chóng gửi hết vấn đề cho cấp trên. Lâm Song lo lắng mình sẽ bị cấp trên ghi hận. Giang Hỉ hiểu rõ quan hệ ở nơi làm việc, đưa ra phương án giải quyết cho cô ấy. Công ty không phải thế giới cổ tích, ngoài thực lực và năng lực thì còn cần phải tùy cơ ứng biến. Cấp trên nói ra chuyện này trong cuộc họp, ông ta đã kiểm tra, thuật toán căn bản không có vấn đề như Lâm Song nhắc tới. Lâm Song chủ động thừa nhận vấn đề là do mình nghĩ ra, hơn nữa cô ấy cũng đã giải quyết nó. Kết quả, Lâm Song nói ít làm nhiều, thái độ chuyên nghiệp của cô ấy được cấp trên đánh giá cao. Đồng nghiệp chỉ biết vẽ vời bị trách mắng một trận. Lâm Song hẹn Giang Hỉ ra ngoài chúc mừng, không ngờ cấp trên đi qua lại chủ động chào hỏi bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Lâm Song vô tình biết rằng mình có thể tới lớp dự thính hoàn toàn đều là do Cố Hứa âm thầm giúp đỡ. Giang Hỉ nói đùa với Lâm Song rằng Cố Hứa có ý với cô ấy, nhưng Lâm Song lại không nghĩ như vậy. Dù sao cô ấy và Cố Hứa là đối thủ cạnh tranh có tiếng. Hai người nói chuyện xong, Lâm Song tiếp tục quay về công ty làm việc. Khi Cố Hứa tan làm nhìn thấy Lâm Song đang ngủ gục trên bàn, anh gọi cô ấy dậy và bảo cô đừng liều mạng quá. Lâm Song nhân cơ hội cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ mình. Cố Hứa nói ra sự thật là Lâm Song đã tạo ra anh ấy của hôm nay. Lúc đầu Cố Hứa một lòng muốn vượt qua Lâm Song. Sau khi đi Mỹ du học, cả ngày ngồi trong thư viện, chỉ mong một ngày có thể so tài với Lâm Song. Nhưng anh ấy không ngờ rằng, cô ấy vậy mà đã từ bỏ sự nghiệp để trở thành nội trợ. Bây giờ Lâm Song đã tìm được việc, đồng thời nhờ Giang Hỉ giúp đỡ lấy được bằng chứng thu nhập của Vệ Minh. Cô ấy tới tìm luật sư ly hôn hỏi ý kiến. Bây giờ tính ra, tài sản của Vệ Minh hơn 10 triệu đô, Lâm Song có thể được chia một nửa, nhưng khả năng giành được quyền nuôi con không cao. Công việc của Lâm Song vẫn đang trong giai đoạn thực tập, thu nhập không thể so với Vệ Minh, cộng thêm cần thuê bảo mẫu chăm con. Còn Vệ Minh không chỉ thu nhập cao, bố mẹ còn có thể chăm quả quả, rất dễ giành được quyền nuôi con. Với tình hình hiện giờ, Lâm Song cần nghĩ cách tìm được bằng chứng Vệ Minh ngoại tình, như vậy mới có thể khẳng định anh ta là người sai. Lâm Song bắt đầu tìm kiếm chứng cứ Vệ Minh cắm sừng mình. Vệ Minh và Giang Nghi xử lý công việc xong liền cùng nhau đi dạo phố. Anh ta lúc nào cũng nhắc tới vợ con, cố tình xây dựng hình tượng người yêu gia đình, khiến Giang Nghi từ nhỏ đi nước ngoài du học càng muốn có được tình cảm này. Vệ Minh cảm thấy thời cơ đã đến, tiếp tục lấy lùi làm tiến, nói rằng mình đã có vợ con, cần phải giữ khoảng cách với cô ấy. Nhưng anh ta càng như vậy, Giang Nghi càng muốn tiến tới.
Thế là cố ý đăng ảnh chụp chung của hai người lên story, đồng nghiệp nhao nhao bàn tán, và những tin đồn này đúng lúc bị chủ tịch Hoàng đi qua nghe thấy. Ông ấy ra lệnh cho Gia Nghi lập tức nghỉ việc, vạch rõ ranh giới với Vệ Minh, nhưng Gia Nghi đã mê anh ta tới điên dại. Gia Nghi đi theo vết xe đổ của Giang Hỉ, khi chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cha nam sẽ không thể biết anh ta bị ổi thế nào. Vệ Minh nhìn chúng Gia Nghi xuất thân cao quý, vì thế càng tỏ ra ghét bỏ Lâm Song, tức giận vì áo sơ mi cô ấy đưa cho mình chưa được là phẳng. Trách Lâm Song sao có thể phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy. Lúc này, Gia Nghi mang áo mới tới cho anh ấy. Vệ Minh khen không ngớt lời, cố ý tỏ ra thâm tình để con mồi rơi vào bẫy. Gia Nghi lúc này mới chỉ có hơn 20 tuổi. Để tuyên bố chủ quyền, cô ấy chủ động muốn làm bạn cặp với Vệ Minh. Vệ Minh mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra dáng vẻ quân tử. Cô ta tự ý quyết định mình sẽ là bạn cặp của cha nam trong bữa tiệc, không cần quan tâm suy nghĩ của người khác. Để chặn họng mọi người, Gia Nghi chi số tiền lớn đặt cho mỗi đồng nghiệp bộ đồ thiết kế cao cấp, còn đặc biệt tạo nhóm chat thảo luận, duy chỉ loại trừ Giang Hỉ. Giang Hỉ nói chuyện này cho Lâm Song. Lâm Song muốn cho bọn họ bớt kiêu ngạo, sau khi tan làm chủ động tới nhà Cố Hứa, đích thân phối cho anh ấy bộ đồ tham dự bữa tiệc. Buổi tối, Gia Nghi khoác tay Vệ Minh xuất hiện trước mặt mọi người, bày ra dáng vẻ như vợ anh ta. Đồng nghiệp thấy vậy cũng chỉ biết âm thầm phán xét. Lúc này, Cố Hứa đột nhiên xuất hiện, và bạn cặp bên cạnh anh ấy là Giang Hỉ đang khoác trên người bộ váy phiên bản giới hạn. Giang Hỉ tỏa sáng trực tiếp đè bẹp Gia Nghi kiêu ngạo. Càng tức giận hơn là khi Cố Hứa và Vệ Minh chụp ảnh chung, Cố Hứa chủ động mời Giang Hỉ lên sân khấu. Nếu để so sánh, Vệ Minh có vợ rồi căn bản không thể mời Gia Nghi lên. Gia Nghi chỉ đành tức giận đứng bên dưới. Còn Vệ Minh nhìn Giang Hỉ bằng ánh mắt đầy phức tạp. Mẹ Giang Hỉ nhìn thấy ảnh chụp chung của con gái và Cố Hứa trong bữa tiệc, tự cho rằng Giang Hỉ đã biến thành Phượng Hoàng. Bà ta lập tức chạy từ quê lên, tìm tới công ty đòi gặp con rể giàu có. Giang Hỉ không còn cách nào, chỉ đành đưa mẹ về nhà trọ. Nhưng cho dù có giải thích mình với Cố Hứa chỉ là quan hệ bình thường, người mẹ vẫn không tin. Giang Hỉ tức giận chỉ đành giao bà ta cho em trai đối phó. Không lâu sau, Vệ Minh được lên làm phó giám đốc. Kế hoạch bao năm cuối cùng đã đạt được, có điều dã tâm của anh ta không chỉ dừng lại ở đó. Vệ Minh tận mắt nhìn thấy Cố Hứa và Giang Hỉ thân mật trong bữa tiệc, thế là giả vờ có ý nhắc nhở Giang Hỉ, Cố Hứa chỉ mê nhan sắc của cô nên lợi dụng mà thôi. Sau đó lại bảo Giang Hỉ nhân cơ hội giúp mình thúc đẩy hạng mục hợp tác thứ hai với Cố Hứa. Tôi sẽ dùng quyền lợi VIP của mình, nhanh chóng cho cô lên làm quản lý cao cấp. Giang Hỉ hận không thể vạch trần khuôn mặt xấu xa của anh ta cho cả thế giới biết. Đáng tiếc bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Bố mẹ chồng biết tin con trai thăng chức, đặc biệt tới nhà chúc mừng. Trong mắt họ đây chính là lúc làm rạng rỡ tổ tông, muốn để cả thiên hạ biết con trai mình giỏi như nào. Thậm chí còn không che giấu trước mặt Lâm Song, mẹ phải giới thiệu đối tượng cho con, mẹ xem bức ảnh đó rồi. Cô gái đấy mới có hơn 20 tuổi, khuôn mặt đó đúng là nhìn có vẻ búng già sữa. Mẹ có phải uống nhiều quá rồi không? Sau khi bị chặn họng, mẹ chồng lại khuyên Lâm Song sinh đứa thứ hai. Rõ ràng chẳng giúp đỡ gì nhưng lúc nào cũng đòi có cháu bế. Kết quả Lâm Song không khách khí trực tiếp đáp trả lại. Còn chưa ăn xong, cha nam đã không chờ được muốn bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Anh ta trốn vào phòng nhắn tin với Gia Nghi. Việc Vệ Minh ngoại tình đã rõ rành rành, Lâm Song cần lấy được bằng chứng có hiệu lực. Trong một lần họp, điện thoại của Vệ Minh không may bị dính nước. Anh ta dặn dò trợ lý Tiểu Bác mang đi sửa. Giang Hỉ thấy vậy trực tiếp dành việc này với cậu ấy. Tiểu Bác vừa tới công ty không lâu liền trúng tiếng sét ái tình với Giang Hỉ. Cô ấy mang điện thoại đến cho Lâm Song. Vệ Minh giả hoạt sớm đã xóa sạch nội dung tin nhắn trong WeChat. Lâm Song khôi phục dữ liệu mà anh ta đã xóa, sau đó gửi cho luật sư lịch sử chuyển khoản của anh ta trong nửa năm nay. Luật sư bảo cô mau chóng thu thập bằng chứng Vệ Minh ngoại tình, đồng thời tìm được số tiền đã chuyển đi. Như vậy không chỉ bảo vệ được lợi ích của mình, mà còn có thể xác nhận đối phương có hành vi chuyển tài sản chung bất hợp pháp. Vệ Minh hoàn toàn không biết kế hoạch của Lâm Song, tiếp tục mê hoặc Gia Nghi ngây thơ. Gần đây anh ta để mất vài khách hàng. Gia Nghi vừa nhìn đã nhận ra bố mình ngấm ngầm nhúng tay vào, cố ý gây áp lực cho Vệ Minh để giúp anh ấy giành lại khách hàng. Gia Nghi không chỉ bày tỏ tình cảm của mình, thậm chí còn tự đi cầu xin họ. Chủ tịch Hoàng tới hiện trường đưa con gái say khướt về để giúp Gia Nghi cắt đứt quan hệ với Vệ Minh. Ông ấy quyết định sáng mai sẽ đưa cô ra nước ngoài, nhưng Gia Nghi không chịu thỏa hiệp, tuyên bố mình thật lòng yêu Vệ Minh, sau đó trốn ra khỏi nhà. Vệ Minh tìm thấy Gia Nghi đang đau lòng tột cùng. Sau khi an ủi xong, anh ta lại lấy lùi làm tiến. Anh là đồ nhát gan, thấy thời cơ đã đến, Vệ Minh trực tiếp quay lại đưa Gia Nghi vào khách sạn. Hai người trải qua một đêm mặn nồng. Sáng hôm sau, Vệ Minh hóa thân thành người bạn trai tinh tế, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và nước chanh cho Giang Hỉ, sau đó nói những lời xến xúa dỗ cô ấy vui vẻ. Khi đi làm, Giang Hỉ vừa nhìn đã nhận ra dây buộc tóc của Giang Hỉ là đồ ở khách sạn. Cô ấy đoán hai người đã xác định quan hệ. Vệ Minh thông báo cho Giang Hỉ rút khỏi hạng mục hợp tác với Bàn Thạch. Đây rõ ràng là qua cầu rút ván. Giang Hỉ không ngờ anh ta vừa trèo lên được chức phó giám đốc đã bắt đầu đối phó với mình, nhưng cô ấy cũng chỉ biết chấp nhận. Giang Hỉ nói cho Lâm Song biết về chuyện giữa Vệ Minh và Giang Hỉ, đoán chắc anh ta đã tìm thấy chỗ dựa mới.
có lẽ cũng đã có ý định ly hôn. Thời gian của Lâm Song không còn nhiều, Giang Hỉ muốn ra mặt vạch trần quá khứ của anh ta. Dù sao đây chính là bằng chứng ngoại tình thuyết phục nhất, nhưng Lâm Song không muốn phá hỏng cuộc sống mới của Giang Hỉ. Hai người nói xong liền trở về nhà. Lâm Song không cẩn thận bị trẹo chân, may mà Cố Hứa kịp thời xuất hiện đỡ lấy cô ấy. Ai ngờ cảnh này trùng hợp bị mẹ Giang Hỉ nhìn thấy. Lúc này bà ta vẫn tưởng Cố Hứa là con rể giàu có của mình, thế là coi Lâm Song là người thứ ba chen vào hạnh phúc của con gái mình. Không nói không rằng lao vào dí cô ấy một trận. Giang Hỉ vừa tức giận vừa xấu hổ, vội vàng gọi điện xin lỗi Lâm Song, đồng thời nói ra nỗi khổ của mình. Sở dĩ cô ấy nỗ lực muốn sống trên thành phố, chính là muốn thoát khỏi mẹ và em trai. Nhưng bây giờ Giang Hỉ phát hiện tất cả đều là vô ích. Để mẹ rời xa khỏi cuộc sống của mình, Giang Hỉ lấy số tiền 50.000 đô vất vả tích góp mua nhà ra, như vậy mới đuổi được bà ta về quê. Nhưng vất vả như vậy, cuộc sống lại quay về điểm xuất phát. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Em trai an ủi Giang Hỉ, mình vừa đi làm 2 tháng đã có thu nhập ổn định, ngày tháng để chị gái sống trong biệt thự sẽ không còn xa nữa. Nhưng khi Giang Hải gọi điện thoại, Giang Hỉ bỗng nhiên nghe được từ vay nợ gì đó, sợ em trai lầm đường lạc lối. Cô không nhịn được dạy bảo, nhất định phải sống thực tế, đừng mơ giàu có sau một đêm, đừng làm những chuyện không đáng tin. Nhưng Giang Hải chê Giang Hỉ quá nhiều lời, vỗ ngực đảm bảo sẽ khiến tất cả mọi người không thể coi thường. Vệ Minh bên này bắt đầu sống chung với Giang Nghi trong khách sạn. Ban ngày Giang Nghi ở công ty bị đồng nghiệp chỉ trỏ phán xét, trong lòng không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên cô ấy quá ngây thơ, Vệ Minh chỉ hơi tẩy não, Giang Nghi đã không còn bị dao động bởi những lời nói đó nữa, mong chờ một ngày có thể kết hôn với anh ấy. Người mẹ khuyên cô đừng để bị Vệ Minh làm lu mờ lý trí, huống hồ hoàn cảnh của hai gia đình khác xa nhau, không môn đăng hộ đối cũng sẽ dẫn đến tam quan không hợp. Tuy nhiên Giang Nghi đã quá đắm chìm vào tình yêu này, cô ấy không hề có ý định quay đầu lại. Giang Nghi cũng không che giấu dã tâm muốn cướp chồng người khác, không chỉ chủ động thắt cà vạt cho Vệ Minh tuyên bố chủ quyền với mọi người, mà còn chất vấn Giang Hỉ có phải từng câu dẫn anh ta không. Tôi không rảnh giành đàn ông trong thùng rác với cô, tôi không bôi nhỏ anh ta, sau này cô sẽ biết thôi. Để bù đắp cho những gì Giang Nghi phải chịu đựng ở công ty, đồng thời cũng khiến cô ta không dứt được mình, Vệ Minh vậy mà dẫn Giang Nghi tới gặp bố mẹ trong khi còn chưa ly hôn. Hoàng Giang Nghi, cô ấy là con dâu tương lai của bố mẹ, hai người vốn không đồng ý việc ngoại tình, nhưng vừa nghe Giang Nghi là con gái chủ tịch, bọn họ lập tức thay đổi thái độ, còn tự an ủi bản thân, thời đại này khác rồi, người trẻ có suy nghĩ của riêng mình, vừa thấy tiền tam quan liền trở nên lệch lạc. Khi Vệ Minh bận rộn trèo cao, Lâm Song dựa vào năng lực của mình được cấp trên đánh giá cao, đặc cách nhận được cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Cố Hứa mời cô ấy gia nhập hạng mục của nhóm. Tổ trưởng biết Lâm Song là vợ của phó giám đốc Phương Châu, tưởng rằng cô ấy vào đây nhờ quan hệ, vì thế khi dự án xảy ra vấn đề, tổ trưởng liền cam giam cô ấy. Lâm Song, cô lớn tuổi nhưng thiếu kinh nghiệm, nếu cô thực sự không thể đảm nhiệm công việc này, tôi chỉ đành nộp đơn mời cô ra khỏi nhóm. Lòng tự trọng của Lâm Song bị dẫm đạp nghiêm trọng, nhưng cô ấy không nhận thua, ngược lại thái độ kiên quyết và khả năng thuyết phục của mình giữ được khách hàng. Tổ trưởng nhìn ra năng lực của cô ấy, không chỉ xin lỗi Lâm Song, mà còn coi cô như bảo bối trong nhóm. Lâm Song không ngờ rằng, Vệ Minh cũng đã bắt đầu kế hoạch ly hôn. Trước hết, anh ta cố ý bảo rằng hai người không cùng tiếng nói chung. Tiếp theo lại khóa thẻ tín dụng và thẻ phụ của cô ấy, nói dối rằng mình hết tiền, bảo Lâm Song tự nghĩ cách. Lâm Song nói cho Giang Hỉ nghe về hoàn cảnh của mình. Giang Hỉ không ngờ cha nam lại có thể tuyệt tình như vậy. Dù sao người trong công ty đều biết anh ta vừa thăng chức tăng lương, còn mua cả xe mới. Để giúp Lâm Song thu thập bằng chứng Vệ Minh ngoại tình, sau khi tan làm, Giang Hỉ lén lút bám theo hai người họ, đồng thời chụp lại ảnh bọn họ tiếp xúc thân mật. Không ngờ hành động của cô bị Tiểu Bác phát hiện. Cậu ấy không hỏi mục đích của Giang Hỉ và đảm bảo sẽ giữ bí mật. Giang Hỉ rất cảm kích vì điều này. Khi tạm biệt, Tiểu Bác có chút ngập ngừng. Cậu ấy lấy hết dũng khí nói ra những lời trong lòng. Nhưng Giang Hỉ đột nhiên nhận điện thoại của Cố Hứa. Tiểu Bác chỉ đành nuốt lại những lời định nói ra. Cố Hứa vô tình phát hiện Lâm Song đang nhận việc làm thêm. Với trình độ của cô ấy, căn bản không cần phải làm những việc đơn giản như viết mã. Khả năng duy nhất chính là cô ấy thiếu tiền. Cố Hứa muốn biết rốt cuộc Lâm Song có bí mật gì. Giang Hỉ cũng không giấu giếm, nói ra quan hệ giữa mình với Lâm Song và tất cả những gì cô ấy gặp phải. Cố Hứa không ngờ người con gái mình vẫn luôn coi trọng lại phải gánh vác áp lực cuộc sống như vậy. Anh ấy mang theo cảm xúc hỗn độn, lái xe quay về công ty. Nhìn thấy Lâm Song mệt mỏi dựa vào tường nghỉ ngơi, Cố Hứa lao ra ngoài mưa khoác áo cho cô ấy. Sau đó gọi taxi đưa Lâm Song về. Chỉ cần Lâm Song cần tôi sẽ nguyện dùng thân phận bạn bè ở bên cạnh cô ấy. Một ngày nào đó Lâm Song không cần anh nữa, Cố Hứa sẽ âm thầm rời đi. Giống như lúc đầu Lâm Song và Vệ Minh ở bên nhau, anh ấy lựa chọn ra nước ngoài du học. Lâm Song và Giang Hỉ gặp mặt chia sẻ công việc và cuộc sống dạo gần đây. Lâm Song đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, cho dù ly hôn cũng có đủ dũng khí đối diện với mọi thứ. Giang Hỉ nhìn lại bản thân, sự nghiệp tình yêu đều không thuận lợi. Lâm Song nhắc tới Tiểu Bác, Giang Hỉ liên tục lắc đầu. Trong mắt cô ấy, đàn ông đều như nhau. Một khi biết quá khứ và gia đình chuyên moi tiền của mình, nhất định sẽ tránh xa vạn dặm. Giang Hỉ không biết rằng Tiểu Bác vẫn luôn đợi cô ấy dưới lầu.
thấy Giang Hỉ quay về, cậu ấy liền đưa mũ bảo hiểm, dẫn cô đi hóng gió, tìm thời cơ thích hợp nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. Tiểu Bác đã hiểu qua về tình hình nhà Giang Hỉ, cậu ấy cũng có trải nghiệm tương tự, vì thế biết rằng Giang Hỉ đã chịu không ít ấm ức, cũng biết dã tâm của cô ấy trong sự nghiệp. Tiểu Bác thẳng thắn nói rằng mình tích góp được 20.000 đô, phấn đấu thêm vài năm là đủ tiền mua nhà. Cậu ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới cùng Giang Hỉ ở thành phố này. Giang Hỉ im lặng vài giây, quay đầu gọi Tiểu Bác lại. Chúng ta thử đi. Hai người chính thức trở thành người yêu. Lâm Song bên này cũng liên tiếp đón nhận tin vui. Cô ấy được thăng chức làm tổ trưởng dự án mới. Nhưng hạng mục này cần hợp tác với Phương Châu. Sau này hai vợ chồng không tránh khỏi tiếp xúc trong công việc. Cô hứa biết nỗi khổ của Lâm Song. Vì thế quyết định phát thưởng trước, để cô ấy có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Không chỉ vậy, cô hứa còn tự mình đồng ý lời mời của hội cựu sinh viên thay Lâm Song, thông báo cho cô ấy nhất định phải tham gia. Vệ Minh cũng nhận được lời mời này, nhưng không hề nhắc gì trước mặt Lâm Song, căn bản không định đưa cô ấy đi cùng. Lâm Song nhắc anh ta sắp tới sinh nhật con gái, nhưng Vệ Minh lại lấy lý do đi công tác bắt đầu thu dọn hành lý. Đúng lúc này điện thoại vang lên, nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ta, Lâm Song âm thầm ghi nhớ số điện thoại. Sau khi Vệ Minh rời đi, Lâm Song lên mạng kiểm tra số điện thoại vừa rồi, là môi giới chuyên làm về bất động sản ở nước ngoài. Lâm Song tìm tới theo địa chỉ ghi trên mạng. Đối diện với câu hỏi của Lâm Song, ông chủ trở nên vô cùng cảnh giác. Bọn họ bảo vệ thông tin khách hàng nghiêm ngặt, không tiết lộ nửa lời. Lâm Song để ý tới một nữ nhân viên trong công ty, là một bà mẹ bỉm sữa mang con đi làm. Lâm Song nói rằng mình cũng có con gái, hy vọng cùng là phụ nữ, cùng làm mẹ thì cô ấy có thể giúp mình. Nhưng vì để giữ công việc này, cô ấy từ chối yêu cầu của Lâm Song. Sau khi rời khỏi nhà, Vệ Minh đi tới gặp Gia Nghi. Gia Nghi lo lắng anh ta sẽ gặp Lâm Song trong buổi tiệc. Tuy nhiên cha Nam đảm bảo rằng Lâm Song căn bản không có tư cách được mời. Tuy nhiên điều khiến anh ta kinh ngạc là Lâm Song không chỉ tới tham dự mà còn được cô Hứa giới thiệu, rất nhanh đã trở thành tâm điểm. Thầy giáo và bạn học cũ đều vây quanh cô ấy. Vệ Minh thấy vậy không dám ngẩng đầu lên. Đúng lúc này Gia Nghi gọi điện tới. Chồng ơi, sao anh vẫn chưa quay lại? Lâm Song thấy dáng vẻ thần bí của Vệ Minh, đoán ra được đối phương là ai. Thế là cố ý đi tới trước mặt. Chồng ơi, mau lên đi, mọi người đang đợi kìa. Gia Nghi nghe thấy giọng Lâm Song lập tức nổi giận, mặc kệ Vệ Minh ngăn cản vẫn trực tiếp xông vào. Lâm Song không muốn bỏ qua cơ hội này, cố tình chặn hai người muốn rời đi lại. Vệ Minh chỉ đành mặt dày giới thiệu với Lâm Song. Gia Nghi là nhân viên mới, anh ta lấy lý do công ty có việc gấp để đưa Gia Nghi rời đi trước. Lâm Song kéo Vệ Minh lại, bữa tiệc này thật sự không nên bỏ đi giữa chừng. Nói xong lại dạy dỗ Gia Nghi, không nên gọi cả họ tên cấp trên. Vệ Minh bị kẹt ở giữa, chỉ đành bảo Gia Nghi rời đi trước. Có điều khi xuống cầu thang, cô ta lại bị trẹo chân. Vệ Minh lấy lý do đưa nhân viên tới bệnh viện vội vàng rời đi. Sau chuyện này, Gia Nghi vô cùng tức giận. Để dỗ cô ta, Vệ Minh hứa rằng ngày mai sẽ đưa Gia Nghi đi mua nhẫn cưới. Nghe vậy cô ấy mới nguôi giận. Hai người tới trung tâm thương mại chọn nhẫn. Trùng hợp bố Lâm Song dẫn cháu gái tới đây chơi. Con gái nhìn thấy bố vội vàng đuổi theo, kết quả bị ngã dập mặt phải vào viện. Vệ Minh biết tin cũng chạy đến, không hề quan tâm vết thương của con gái, ngược lại trách móc Lâm Song, có người làm mẹ như cô sao? Lâm Song cô ích kỷ quá rồi đấy, nếu sự nghiệp của cô quan trọng như vậy, tôi cho cô tự do, cho cô thời gian được chưa? Chúng ta ly hôn đi. Cha Nam cuối cùng cũng tìm được cớ để đề nghị ly hôn, sau khi về nhà lập tức lấy đơn ly hôn đã viết sẵn ra ép Lâm Song ký. Lâm Song nói ra yêu cầu của mình, tài sản mỗi người một nửa, quyền nuôi con gái thuộc về cô ấy. Lâm Song nghe theo dặn dò của luật sư, trước khi tìm được chứng cứ di rời tài sản phải giữ chặt lấy anh ta. Nhưng cô ấy không ngờ Vệ Minh đã tệ tới mức độ này. Hôm qua vừa đề nghị ly hôn, hôm nay đã treo biển bán nhà, căn bản không quan tâm sự sống còn của vợ con. Lâm Song thật sự không nhịn nổi nữa, chạy đến Phương Châu tìm Vệ Minh tính sổ. Anh ta đã hoàn toàn không giấu giếm gì nữa. Trước mặt cha Nam, Lâm Song cũng không quan tâm cái gọi là thanh cao. Nhưng vào lúc quan trọng, cô ấy vẫn cố kìm nén. Đợi đến khi nắm được thóp sẽ tính sổ sau. Căn nhà đứng tên bố mẹ chồng, Vệ Minh cũng muốn bán. Lâm Song chỉ đành chuyển đi. Em trai Giang Hỉ dẫn Lâm Song đi xem nhà. Khi biết cần làm giấy chứng nhận gì đó, Lâm Song cảm thấy không đáng tin, muốn suy nghĩ lại. Trở về nhà, cô ấy nói cho bố mẹ biết hoàn cảnh của mình. Lâm Song không muốn làm liên lụy tới họ, quyết định đưa con gái ra ngoài thuê nhà ở. Buổi tối, con gái đã ngủ say đột nhiên khóc lóc đòi về nhà. Cho dù ông bà ngoại dỗ dành thế nào cũng vô ích. Lâm Song vốn đã nhức đầu về chuyện của Vệ Minh, bây giờ cảm thấy vô cùng khó chịu, không nhịn được mắng con gái vài câu. Bị ép vào đường cùng, cô ấy chỉ đành đẩy nhanh kế hoạch của mình. Lâm Song bảo Giang Hải giả vờ nhảy việc, ứng tuyển làm môi giới bất động sản nước ngoài. Còn Giang Hỉ phối hợp cố ý tới gây sự phân tán sự chú ý của ông chủ. Giang Hải tranh thủ dùng điện thoại bàn gọi cho Vệ Minh, biết được bất động sản nước ngoài của anh ta ở New Zealand. Lâm Song mời hai chị em đi ăn để cảm ơn. Cô ấy cũng quyết định thuê căn nhà mà Giang Hải giới thiệu, nhanh chóng chuyển tới đó. Khi đang thu dọn đồ đạc, cơ quan mà Giang Hải làm việc đột nhiên xảy ra vấn đề.
Bởi vì nợ vài tháng tiền thuê nhà, chủ nhà yêu cầu tịch thu căn nhà lại. Bây giờ căn nhà đã đặt cũng không thuê được, Giang Hải còn bị họ giữ lại. Lâm Song không có chỗ ở, nhà của Vệ Minh cũng đã bán rồi. Chủ nhà mới yêu cầu cô lập tức chuyển đi. Mặc kệ Lâm Song năn nỉ cầu xin và con gái khóc lóc, trực tiếp ném đồ đạc của hai mẹ con ra khỏi nhà. Vệ Minh nhân lúc Lâm Song bị dồn vào đường cùng vội vàng đưa luật sư đến gặp cô ấy. Nói dối rằng tài sản chung của hai vợ chồng có 200.000 đô, chia cho Lâm Song 100 và bảo cô ngoan ngoãn ký đơn. Luật sư của Lâm Song bình tĩnh lấy ra bằng chứng anh ta di rời tài sản, tổng cộng có 15 triệu. Thấy sắc mặt Vệ Minh ngày càng khó coi, luật sư lại lấy ra bức ảnh anh ta hôn Giang Nghi trong bãi đỗ xe, đầy đủ làm chứng cứ chứng minh cha nam ngoại tình. Vệ Minh không ngờ Lâm Song lại có thể phản kích như vậy. Luật sư của Vệ Minh vẫn còn muốn rảo biện, tòa án không thể lấy tài sản ở nước ngoài làm bằng chứng. Nhưng luật sư của Lâm Song sớm đã làm công chứng ở đại sứ quán, mục đích chính là để tung chiêu hạ gục cha nam. Cuối cùng cũng được chút giận, Lâm Song quay về tiếp tục xử lý chuyện thuê nhà. Ai ngờ Giang Hỷ liên lạc với Cố Hứa. Anh ấy trực tiếp dẫn Lâm Song tới căn nhà lúc trước mua để đầu tư, cho cô ấy thuê với giá thị trường. Lâm Song vô cùng cảm kích, quyết định ở tạm đây trước rồi nghĩ cách sau. Giang Hỷ đề nghị đi chúc mừng, nhưng Cố Hứa bận việc nên bảo họ tự đi. Giang Hỷ nhân cơ hội gọi Tiểu Bác đến cùng ăn cơm và chính thức giới thiệu cậu ấy với Lâm Song. Một lát sau, Giang Hỷ hỏi Lâm Song thấy Tiểu Bác thế nào. Lâm Song khen cậu ấy cao giáo đẹp trai hiền lành tử tế, cảm thấy vui mừng vì Giang Hỷ đã tìm được đúng người. Tuy nhiên khi quay lại bàn ăn, Lâm Song vô tình nhìn thấy nhân viên không cẩn thận làm đổ thức ăn lên áo Tiểu Bác. Cậu ta đang cằn nhằn bắt người ta phải đền 100 đô, đến khi nhìn thấy Lâm Song bước vào lập tức thay đổi sắc mặt, không nhắc tới chuyện đền tiền nữa. Trên đường đưa Giang Hỷ về nhà, Tiểu Bác vẫn luôn suy nghĩ tới thái độ của Lâm Song, cảm thấy cô ấy hình như không thích mình, còn bảo Giang Hỷ căn bản không cùng thế giới với người như Lâm Song. Giang Hỷ không bị Tiểu Bác làm ảnh hưởng, chỉ cảm thấy cậu ấy overthinking. Hôm nay, Tiểu Bác dẫn Giang Hỷ đi ăn với mấy anh em, đột nhiên cô ấy nhận được điện thoại từ cảnh sát. Đến khi chạy tới nơi mới biết, công ty bất động sản em trai làm việc dính líu tới lừa đảo, ông chủ đã chạy mất. Mặc dù Giang Hải chỉ là nhân viên, nhưng trong 3 tháng cậu ấy kiếm 400.000. hoa hồng không rõ nguồn gốc, bây giờ bắt buộc phải trả lại số tiền phạm pháp đó trong thời gian quy định, nếu không sẽ phải ngồi bóc lịch. Giang Hỷ chất vấn em trai hiện tại còn bao nhiêu tiền. Giang Hải bảo rằng mình chuyển cho mẹ 150.000, trên người còn 100.000, còn lại tiêu hết rồi. Giang Hỷ hoàn toàn sụp đổ, thằng em trời đánh vẫn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Để kiếm tiền, Giang Hỷ bán hết tất cả trang sức và túi sách, gần như gọi điện cho tất cả những người trong danh bạ. Tuy nhiên lòng người lạnh lẽo, rất nhiều người vừa nghe tới hai chữ mượn tiền đã trực tiếp cúp máy. Những người có địa vị nhân cơ hội muốn ngủ với cô ấy. Vào lúc bất lực nhất, Giang Hỷ nhớ tới khi tỏ tình, Tiểu Bác từng nói cậu ấy có 200.000, thế là vứt hết liêm sỉ để mượn tiền. Tiểu Bác lúc đầu bảo đảm sẽ không ghét bỏ hoàn cảnh gia đình của Giang Hỷ, nhưng khi gặp phải vấn đề lại do dự. Để trì hoãn, cậu ta nói dối rằng tiền trong thẻ tiết kiệm mấy ngày nữa sẽ đưa cho cô. Giang Hỷ vốn tưởng sự việc đã giải quyết xong, cho nên mới yên tâm hơn chút, nhưng khi đến ngày trả tiền, Tiểu Bác lại chơi trò mất tích. Thấy không trốn tránh được, cậu ta chỉ đành nghe máy của Giang Hỷ, nói rằng không muốn cô ấy bị liên lụy bởi gia đình, em trai phạm lỗi thì nên chịu phạt. Cậu ta không thể lấy tiền mua nhà để trả nợ cho Giang Hải. Giang Hỷ chấp nhận hiện thực tàn khốc, cuối cùng lựa chọn chia tay Tiểu Bác. Trùng hợp lúc này khách hàng muốn ngủ với cô ấy gọi tới, bị đẩy vào đường cùng, Giang Hỷ đồng ý yêu cầu của ông ta. Khi cô ấy bước tới khách sạn đã hẹn, Lâm Song vội vàng chạy tới ngăn lại. Hóa ra là Giang Hải ngăn cản không thành, vì vậy gọi điện cầu cứu Lâm Song. Lâm Song kéo Giang Hỷ rời khỏi đó. Nhưng đây là cách duy nhất Giang Hỷ có thể làm. Cô bảo tôi dơ bẩn, tôi nhận. Cô bảo tôi tự nguyện, tôi không nhận. Là cuộc sống này ép tôi. Giang Hỷ dựa vào vai Lâm Song khóc nức nở. Những ấm ức và tủi thân mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Để trị tính tham lam của mẹ, đồng thời cho em trai một bài học, Lâm Song khuyên Giang Hỷ phải giải quyết vấn đề tận gốc, chứ không phải dùng tiền hết lần này tới lần khác. Giang Hỷ nghe theo lời khuyên, ngồi lên xe trở về quê, nhìn thấy con gái bất ngờ về nhà, người mẹ chế nhạo một hồi, sau đó bắt đầu khoe khoang con trai, không chỉ làm việc ở viện thiết kế, mà còn thường xuyên gửi tiền về. Không ngờ Giang Hỷ lập tức nói với bà ta, thằng con trai ngoan của bà ấy không làm ở viện thiết kế, hơn nữa mấy năm nay đều sống ăn bám chị gái, thậm chí tiền gửi về cũng là của cô, bây giờ bị dính tới pháp luật phải trả tiền, nếu không sẽ phải ngồi bóc lịch. Người mẹ không muốn tin, cho đến khi tận tai nghe thấy Giang Hải thừa nhận mới cúi đầu xuống. Bà ta làm theo yêu cầu của Giang Hỷ, đưa hết cho cô ấy tất cả số tiền mình bòn rút được mấy năm nay. Giang Hỷ nhẹ nhõm ngồi lên xe trở về, vừa đến nơi đã nhìn thấy Lâm Song đứng đợi mình. Cô ấy rất cảm kích vì bên cạnh có một người bạn không rời bỏ lúc mình khó khăn nhất. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không nói gì cũng tự hiểu. Trải qua hiện thực tàn khốc và lòng người lạnh lẽo, Giang Hỷ cuối cùng đã trưởng thành. Cô trả lại cho Tiểu Bác số tiền 30.000 đô kèm lãi suất. Giang Hỷ không trách cậu ấy, mà hiểu ra một đạo lý.
Cảm giác an toàn không thể dựa vào người khác, cảm giác đó là tự bản thân tạo ra cho mình. Giang Hỉ và Lâm Song cùng đi tới đồn cảnh sát giải quyết chuyện của Giang Hải. Lâm Song đột nhiên nhận được cuộc gọi từ công ty. Khi cô ấy chạy đến mới biết thành viên trong nhóm phạm lỗi sai cơ bản, khiến số liệu bất thường, không thể hoàn thành nhiệm vụ bên Phương Châu giao đúng thời hạn. Lâm Song lo lắng xử lý vấn đề, còn Vệ Minh ngắm chuẩn thời cơ tìm công ty khác tiếp quản việc kinh doanh, còn yêu cầu Bàn Thạch đền bù hợp đồng. Trong chuyện này, Lâm Song là tổ trưởng khó thoát tội, cô ấy chủ động xin từ chức. Giang Hỉ lo lắng cho hoàn cảnh của Lâm Song, dù sao bây giờ là lúc quan trọng để ly hôn, nhưng Lâm Song nghĩ rằng khả năng mình giành được quyền nuôi con là rất cao, hơn nữa trong thời gian này còn tích lũy được kinh nghiệm làm việc, đây là tài sản vô cùng hiếm có. Giang Hỉ vừa muốn đòi lại công bằng cho Lâm Song, vừa khâm phục thái độ lạc quan của cô ấy. Hôm nay là đêm giao thừa, bố mẹ Lâm Song tới nhà mà con gái thuê nấu một bàn ăn thịnh soạn, còn đưa lì xì cho Quả Quả, ngay cả Giang Hỉ ngồi đó cũng có phần. Giang Hỉ vô cùng ngạc nhiên, đây là lì xì đầu tiên cô ấy được nhận từ bé tới giờ. Mẹ Lâm Song nói với mọi người, có một viên bánh trôi nhân táo đỏ, ai ăn chúng cả năm sẽ vô cùng bùng nổ. Giang Hỉ may mắn ăn chúng, được cả gia đình Lâm Song quan tâm chăm sóc, cô ấy bất giác cảm động rơi nước mắt. Trái ngược với khung cảnh bên đó, bố mẹ Gia Nghi vì để con gái cắt đứt quan hệ với Vệ Minh, quyết định nhốt cô ấy trong nhà. Gia Nghi ngày đêm mong nhớ người yêu, vì thế đã trốn đi. Cô ta và Vệ Minh đặt một căn phòng, muốn dùng bữa cùng bố mẹ để tăng tình cảm, nhưng hai người không cho Vệ Minh chút mặt mũi nào. Vệ Minh, cậu là người đã có vợ, cậu không cảm thấy bản thân rất vô liêm sỉ sao? Hai người hụt hẫng quay về nhà, bố mẹ Vệ Minh không mời tự đến, người mẹ mang canh đã làm sẵn đến. Gia Nghi không có tâm trạng, chỉ nói qua loa vài câu rồi quay về phòng. Bố Vệ Minh nghe ngóng tình hình, muốn biết suy nghĩ của bố mẹ Gia Nghi, hai người lúc nào tổ chức hôn lễ. Vệ Minh thẳng thắn nói rằng bố mẹ Gia Nghi không tới tham dự, anh ta còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lâm Song, cho rằng đều do cô ấy không chịu ly hôn mới làm lỡ dở hôn sự của mình và Gia Nghi. Bố mẹ chồng cũng ghi hận Lâm Song, bắt đầu nổi lên ý đồ xấu để giúp con trai mau chóng lấy được tiểu thư tài phiệt. Bố mẹ Vệ Minh tự ý đón cháu gái đi, đe dọa ép Lâm Song ly hôn. Lâm Song xông tới tìm Vệ Minh tính sổ, anh ta lại bắt đầu đóng vai người bố tốt, mở miệng ra là bảo yêu con. Lần này, anh ta viết thỏa thuận ly hôn mới, chia cho Lâm Song số tiền 500.000, còn về quyền nuôi con gái, cô ấy đừng mơ, con gái là điểm yếu của Lâm Song. Cô ấy gào khóc bảo đối phương trả Quả Quả lại cho mình, nhưng bị Vệ Minh đẩy ngã, Lâm Song hoàn toàn sụp đổ. Tất cả những gì cô ấy làm đều vì muốn con gái có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên gia đình Vệ Minh rất tàn nhẫn, ép cô ấy tới đường cùng. Lâm Song bất lực một mình ngồi trong công viên, Giang Hỉ và Cố Hứa tới tìm cô ấy. Lâm Song không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, gục đầu vào Giang Hỉ bật khóc nức nở. Trong lúc bốc đồng, cô ấy muốn đồng ý với điều kiện của Vệ Minh, nhưng bị Giang Hỉ và Cố Hứa ngăn cản. Bọn họ biết rõ thủ đoạn của anh ta, cho dù có ký đơn ly hôn cũng không thể giành được quyền nuôi con. Luật sư không nhịn được nữa, chỉ đành nói với Lâm Song sự thật tàn nhẫn. Ly hôn là một cuộc chiến lâu dài, nếu đứa bé thường xuyên ở cùng Vệ Minh, quen với cuộc sống bên cạnh bố, vậy thì tòa án cũng sẽ nhường quyền nuôi con cho nhà trai. Giang Hỉ muốn giúp đỡ Lâm Song, cô ấy tới tìm Gia Nghi, thẳng thắn thừa nhận mình từng ở bên Vệ Minh, nhưng bị vứt bỏ sau khi anh ta lợi dụng Song. Tôi hận anh ta, cùng là phụ nữ, tôi không muốn cô đi theo vết xe đổ của mình. Tôi và cô không giống nhau. Lời của Giang Hỉ cũng khiến Gia Nghi có chút dao động, nhưng sau khi bị Vệ Minh tẩy não, cô ta lại hoàn toàn đắm chìm, không chỉ nói rằng lúc đầu mình bị Giang Hỉ câu dẫn, còn gửi tin nhắn dục Lâm Song ly hôn ngay trước mặt Gia Nghi. Hành động của cha nam lại phá bỏ nghi ngờ của cô ấy. Lâm Song mất đi con gái cả ngày mượn rượu giải sầu. Giang Hỉ an ủi đồng thời cũng có chút tự trách. Nếu cô ấy không phá hoại gia đình Lâm Song, có lẽ Lâm Song sẽ không phải trải qua những chuyện như bây giờ. Từ sau khi gặp cô, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn. Rời khỏi Vệ Minh, tôi không cần phải chịu sự phản bội nữa. Tôi thật lòng hy vọng cô có thể hạnh phúc. Giang Hỉ cảm động rớt nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô ấy cảm nhận được ý tốt mà không mong đền đáp. Lúc này hai người sưởi ấm cho nhau, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi Lâm Song ngày đêm mong nhớ con gái, Quả Quả cũng rất nhớ mẹ. Cô bé khóc lóc đòi ông bà nội đưa mình đi khu vui chơi. Đến đó trùng hợp gặp bạn cùng lớp mẫu giáo. Quả Quả thông minh nhờ cậu bé đưa con hạc mình gấp cho mẹ, muốn nói với Lâm Song rằng mình cũng rất nhớ mẹ. Lâm Song cầm con hạc cảm thấy rất chua xót. Cô ấy biết mình phải mạnh mẽ mới có thể nhanh chóng đón con gái về. Ở bên này, sau khi ở bên Vệ Minh, Gia Nghi vẫn luôn mong bố mẹ tha thứ. Nhưng cho dù dùng cách gì, Chủ tịch Hoàng cũng không chịu tha thứ. Gia Nghi vô cùng tủi thân, ép Vệ Minh phải ly hôn trong vòng một tháng, nếu không mình sẽ về Mỹ. Giang Hỉ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lập tức thông báo cho Lâm Song. Dựa theo tình hình hiện giờ, người gấp gáp chính là Vệ Minh. Để níu giữ Gia Nghi, nói không chừng anh ta sẽ làm liều. Đến giờ, Lâm Song đã hiểu, đối phó với loại người như Vệ Minh tuyệt đối không nên quan tâm đạo đức. Cái gọi là tôn nghiêm, không thích hợp dùng đầu óc để thỏa hiệp với cuộc sống, mà là khi mình vùng vẫy trong vũng bùn lầy, có năng lực thoát ra, có năng lực cứu rỗi bản thân. Lâm Song lấy lại tinh thần để phản kích. Vệ Minh vẫn chưa nhận ra sóng gió sắp ập tới. Khi đi làm cùng Gia Nghi,
Để tránh những lời đồn thổi, Vệ Minh đành đỗ xe ở nơi cách cửa thang máy thật xa. Gia Nghi cảm thấy hơi khó chịu. Đúng lúc này chị Vi xuất hiện. Cô ấy mời vợ chồng Vệ Minh cùng tham gia buổi triển lãm. Vệ Minh nói dối rằng Lâm xong phải đưa con gái đi học thêm. Trong lòng anh ta đã dự tính dẫn Gia Nghi đi cùng. Bố mẹ Vệ Minh cũng đẩy thuyền nhiệt tình. Để nịnh nọt Gia Nghi, bọn họ đặc biệt nấu một bữa thịnh soạn. Vệ Minh cũng bắt đầu tẩy não con gái. Sau này Gia Nghi sẽ trở thành thành viên của gia đình họ. Nhưng con gái kiên quyết nói rằng Lâm xong và họ mới là người một nhà. Là gì Gia Nghi cướp bố đi mất rồi. Trên TV nói, người giống như dì Gia Nghi chính là Tiểu Tam. Vệ Minh đưa Gia Nghi tới tham gia triển lãm. Trước mặt người ngoài, Vệ Minh sợ bị dị nghị, đành giới thiệu cô ấy là nhân viên của mình. Lúc này, họa sĩ mời mọi người đánh giá tác phẩm của mình. Bên trên là ba cặp đôi mặc đồ ngủ và dùng bóng bay che mặt. Vệ Minh vừa mở miệng, Lâm Song đã tới hiện trường. Đối với người ngoài, cô ấy vẫn là vợ Vệ Minh. Những người khác bảo Gia Nghi ngồi sang chỗ khác, không nên chiếm chỗ của vợ anh ấy. Không sao hết, ngồi chỗ đó vốn dĩ không thoải mái. Cô ấy thích thì cứ ngồi đó đi. Vệ Minh sợ bị xấu mặt, vừa gọi vợ vừa muốn kéo cô ấy đi. Lâm Song trực tiếp vạch mặt anh ta. Anh ta ngoại tình từ lâu rồi, em bình tĩnh lại đi. Người mà anh ta ngoại tình chính là Hoàng Gia Nghi. Lâm Song làm náo loạn hiện trường. Vệ Minh tức giận rời đi. Trong lúc tranh cãi, cô ấy bị thương ở tay. Giang Hỉ băng bó giúp Lâm Song. Cố hứa đi tới nhà Lâm Song biết tin cô ấy bị thương. Anh lập tức muốn đi tìm Vệ Minh tính sổ. Giang Hỉ nói với anh ấy, Lâm Song đã trực tiếp leo lên hot search, cũng khiến đôi cẩu nam nữ kia phải trả giá. Quả nhiên, chuyện xấu giữa Vệ Minh và Gia Nghi đã trở thành chủ đề bàn tán, không chỉ bị cộng đồng mạng chửi bới, mà còn kinh động cấp trên, bởi vì gây ảnh hưởng tới hình tượng công ty. Cấp trên quyết định trừ lương Vệ Minh, chị Vi cũng nói thêm vào, nếu đã ngoại tình thì nên tự giác giao quyền nuôi con cho Lâm Song. Vệ Minh không chịu nổi áp lực, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp, nhưng anh ta phủ nhận chuyện di rời tài sản chung, chỉ đồng ý chia cho Lâm Song 1,5 triệu. Hai bên dẫn luật sư đến nói chuyện cả ngày, cuối cùng vẫn để Lâm Song đưa ra quyết định, chỉ cần nhường quyền nuôi con cho cô ấy. Lâm Song đồng ý lấy 1,5 triệu. Lâm Song cuối cùng cũng được gặp lại con gái. Hai mẹ con ôm nhau bật khóc nức nở. Đối với cô ấy, con gái mới là tài sản quý giá nhất. Một tháng sau, Lâm Song và Vệ Minh hoàn thành thủ tục ly hôn. Khoảnh khắc bước ra khỏi cục dân chính, Lâm Song cảm thấy hoàn toàn tự do. Ngược lại, Vệ Minh bỗng nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi ở bên vợ. Lâm Song ung dung đi ra bờ sông, nhớ lại những gì đã trải qua. Có đau khổ, có tuyệt vọng, nhưng cũng giúp cô hiểu ra một đạo lý. Hôn nhân không phải đưa than ngày tuyết rơi, không một ai có thể dồn hết gánh nặng của mình lên người khác. Cách giải quyết tất cả vấn đề trước giờ chỉ có bản thân chúng ta. Sau khi bắt đầu cuộc sống mới, Lâm Song bước vào giai đoạn khác của cuộc đời. Cô ấy nghe theo lời khuyên của Cố Hứa, không vội vã tìm việc, mà quyết định tự khởi nghiệp. Điều khiến cô ngạc nhiên là, thành viên lúc trước làm việc trong nhóm quyết định nghỉ việc đi theo Lâm Song. Mọi người đều có cùng mơ ước, dùng hai tay của mình khai phá vùng đất mới. Lâm Song bận rộn chuẩn bị, Cố Hứa mua cà phê tới động viên và mời mọi người đi uống rượu ăn mừng. Đáng buồn là Lâm Song và Giang Hỉ dẫn nhân viên tới quán bar xả stress, còn Cố Hứa phải ở nhà trông quả quả, tùy ý để con bé trang điểm vẽ vời. Công ty của Lâm Song chính thức lên sàn, hy vọng trong thời đại kinh tế phát triển như hiện nay, công nghệ có thể mang lại hơi ấm cho mọi người, để người dùng cảm thấy thoải mái khi lựa chọn, cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc. Khi cô ấy bận rộn làm việc, bố mẹ cũng trở thành hậu phương vững chắc phía sau, không chỉ giúp con gái dọn dẹp nhà cửa, mà còn bày hết bằng khen từ nhỏ tới lớn của cô ấy ra ngoài. Lâm Song được sống trong tình yêu của bố mẹ, cô ấy rất cảm động, đồng thời cũng có dũng khí đối mặt với khó khăn. Lâm Song và Vệ Minh hoàn toàn trái ngược nhau. Gia Nghi nói rằng mình đã có thai, nhưng Vệ Minh không hề vui vẻ chút nào. Dựa vào năng lực của anh ta, căn bản không nuôi nổi đại tiểu thư. Hai tòa nhà mới xây ở đường Lâm Giang, có thời gian, chúng ta đi chọn một căn. Vệ Minh không ngờ còn chưa làm con rể hào môn đã tiêu hết tiền trong người. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta đề nghị Gia Nghi quay về mượn tiền bố mẹ. May mà cô ta vẫn còn thể diện, từ chối lời đề nghị này. Vệ Minh chỉ đành lấy tiền ra mua nhà cho Gia Nghi. Bố mẹ sau khi biết chuyện kêu gào ầm ĩ. Để hai người họ bình tĩnh lại, Vệ Minh lại bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp. Nói rằng sau này nhà họ Hoàng đều là của anh ta. Đến lúc đó sẽ để bố mẹ sống trong biệt thự. Sau đó Vệ Minh còn tuyên bố tin Gia Nghi mang thai. Hai ông bà vui mừng không khép được miệng. Gia Nghi rõ ràng không muốn gặp bố mẹ Vệ Minh, nhưng anh ta căn bản không dám nói sự thật cho họ, chỉ đành luân phiên tẩy não Gia Nghi và bố mẹ. Gia Nghi nói cho Vệ Minh biết tin Giang Hỉ gần đây sống rất yên ổn, thế là anh ta lấy lý do công việc để Giang Hỉ và Mễ Tuyết đối phó với khách hàng khó tính. Khách hàng bắt đầu động tay động chân với Giang Hỉ, tuy nhiên cô ấy không nhẫn nhịn, trực tiếp dùng túi đập ông ta. Vệ Minh muốn sa thải cô ấy vì lý do đắc tội với khách hàng. Vào lúc quan trọng, đối thủ của cô ấy quyết định đứng ra nói đỡ cho Giang Hỉ. Khách hàng quả thực có hành vi quấy rối,
công việc của Giang Hỉ được giữ lại. Sự giúp đỡ giữa phụ nữ với nhau vô tình khiến hai người trở thành bạn. Theo nguyên tắc vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó, Giang Hỉ đặt một căn phòng lãng mạn, đích thân chuẩn bị beefsteak và rượu vang, hẹn khách hàng ra ngoài. Hắn ta vốn tưởng Giang Hỉ bộc lộ bản tính, ai ngờ ngay giây sau vợ của hắn cũng tới hiện trường, nhìn khách hàng lắp bắp giải thích. Giang Hỉ cảm thấy thời cơ đã đến. Lâm tổng đúng là quân tử, người đàn ông siêu chiều vợ. Ngài ấy đặc biệt dặn tôi đặt căn phòng lãng mạn này. Giang Hỉ dùng thủ đoạn thành công lấy được hợp đồng, nhận được lời khen từ Mễ Tuyết. Quan hệ của hai người cũng ngày càng thân thiết. Để nâng cao bản thân, Giang Hỉ năn nỉ Mễ Tuyết dạy mình mẹo bán hàng. Mễ Tuyết vui vẻ dạy cô ấy mọi thứ nhưng cũng không quên để Giang Hỉ thực hành. Chỉ cần bán được sản phẩm đánh giày này, chứng tỏ bài vừa học không vô ích. Giang Hỉ lúc đầu có chút do dự nhưng nhanh chóng cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên đi về phía người đàn ông ngồi gần đó. Cô ấy đứng giải thích một hồi, không ngờ lại bị anh trai đánh giày tranh mất khách. Giang Hỉ ngượng ngùng chỉ đành rời đi, không biết rằng ánh mắt người đàn ông vẫn dán chặt vào mình. Sau khi về nhà, Giang Hỉ nhận được 1.000 đô em trai chuyển đến. Sau khi trải qua chuyện lần trước, Giang Hải nhận thức được mình không nên tiếp tục dựa dẫm vào chị gái. Cậu ấy quyết định rời khỏi nhà, một mình ra ngoài bôn ba. Bây giờ đã tìm được việc mới. Sau khi lấy lương, việc đầu tiên chính là chuyển cho chị gái. Giang Hỉ cảm thấy được an ủi phần nào. Trong thời gian này, bố mẹ Lâm Song bị cảm cúm. Để san sẻ gánh nặng với họ, cô hứa chủ động đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc hai mẹ con Lâm Song, không chỉ ở bên cạnh bầu bạn với Quả Quả, mà còn đích thân chuẩn bị một ngày ba bữa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Lâm Song cảm ơn cô hứa vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho mình. Vào lúc quan trọng, cô hứa bỗng lo sợ, nhìn bóng lưng Lâm Song rời đi, anh chỉ đành ngậm ngùi cúi đầu. Lâm Song không biết gì cả đang dẫn dắt nhân viên nghiên cứu thuật toán mới. Bất kể từ góc độ định vị sản phẩm hay khách hàng, bọn họ đều tiến hành nghiên cứu thật kỹ, nhưng tình hình vẫn không ổn lắm. Cô hứa vừa nhìn đã nhận ra vấn đề tồn tại trong đó. Bọn họ cần tìm kiếm nhân tài đỉnh cao. Lâm Song nhìn trúng một người, trùng hợp đó chính là người đàn ông mà hôm đó Giang Hỉ giới thiệu sản phẩm đánh giày. Lâm Song bắt đầu bám lấy Mã Đinh, khiến anh ấy vừa nhìn thấy cô liền đau đầu. Cứ như vậy một tuần trôi qua, Mã Đinh dần quen với sự phiền phức này. Nhưng Lâm Song đột nhiên biến mất, vì quá tò mò, Mã Đinh lập tức tìm tới công ty cô ấy. Lâm Song dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, cố ý mặc kệ Mã Đinh ở một bên, đồng thời còn lôi kéo hai trợ thủ của anh ấy về phe mình. Hóa ra trong khi ngồi chờ Mã Đinh, Lâm Song vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, lúc này mới biết anh ấy và trợ thủ bị đối xử không công bằng. Công ty nhường đơn hàng mà bọn họ không dễ gì mới lấy được cho người khác. Lâm Song nhân cơ hội khuyên bọn họ rời khỏi nơi bóc lột sức lao động này, lựa chọn vào công ty đầy tình người của cô ấy. Cứ như vậy, chiêu này của Lâm Song thành công giữ chân Mã Đinh. Chào mừng gia nhập công ty của chúng tôi. Cố hứa bên này vẫn tiếp tục đứng sau hậu thuẫn cho Lâm Song. Có điều sự xuất hiện của Giang Hải khiến anh ấy bỗng cảm thấy nguy hiểm. Giang Hải rất có cảm tình với người chị luôn ủng hộ mình. Hai người đàn ông đều không có được trái tim Lâm Song, thế là coi nhau là tình địch. Giang Hải thấy Cố hứa bày ra dáng vẻ như chủ nhà, vừa đón con vừa nấu ăn. Cậu ấy không cam tâm bèn tìm cách lấy lòng Quả Quả, dặn con bé không được gọi mình là anh nữa, phải gọi là chú. Khi ăn cơm, hai người đều thi nhau gắp thức ăn cho Lâm Song. Ăn xong, Cố hứa vào bếp rửa bát. Giang Hải chủ động đi tới bên cạnh anh ấy, dặn dò Cố hứa sau này phải đối xử tốt với Lâm Song. Cậu ấy phát hiện chỉ khi ở bên Cố hứa, cô ấy mới tháo bỏ lớp ngụy trang trên người, được làm chính bản thân mình. Cố hứa cũng bảo đảm nhất định sẽ đối tốt với Lâm Song. Hôm nay khi tới tìm Lâm Song, Giang Hỉ tình cờ gặp Mã Đinh, chị gái đánh giày, trùng hợp vậy. Giang Hỉ muốn nhờ Lâm Song dạy mình làm hồ sơ mời thầu, nhưng Lâm Song quá bận không có thời gian. Mã Đinh chủ động lên tiếng dạy kèm riêng cho cô ấy. Giang Hỉ lúc này mới biết hóa ra đây chính là giám đốc Lâm Song vừa mời về. Duyên phận của cặp đôi oan gia ngõ hẹp chính thức bắt đầu. Ở bên này, Vệ Minh cuối cùng cũng được kết hôn với Giang Nghi như ý nguyện. Hôm tổ chức hôn lễ, vì để giữ thể diện cho con gái, bố mẹ Giang Nghi vẫn tới hiện trường. Khi chúc rượu, mẹ Giang Nghi nhấn mạnh, hai vợ chồng họ không chấp nhận Vệ Minh làm con rể. Dù gia thế hay nhân cách, anh ta đều không xứng. Nếu Vệ Minh không đối tốt với Giang Nghi, hai người họ tuyệt đối không tha cho anh ta. Mẹ Vệ Minh thấy vợ chồng chủ tịch Hoàng ghét bỏ con trai mình, lập tức đứng lên chửi bới một trận. Mẹ Giang Nghi giận dữ muốn đưa con gái rời đi, nhưng Giang Nghi không chịu phối hợp. Vệ Minh thấy vậy lập tức lấy đứa bé ra uy hiếp họ. Mẹ Giang Nghi trực tiếp nói rằng cùng lắm sau này đứa bé sẽ mang họ Hoàng. Nghe vậy bố mẹ Vệ Minh lại bắt đầu cãi lộn, hôn lễ biến thành trò cười. Giang Nghi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước mặt mọi người. Có điều trước đó cô ấy đã bị Vệ Minh tẩy não, vẫn luôn cảm thấy bản thân có được thứ quý giá nhất trên đời. Ngay cả khi gặp Lâm Song ở trung tâm thương mại, cô ta cũng khoe khoang bản thân đã giành chiến thắng, thậm chí còn tuyên bố muốn tìm việc giúp Lâm Song. Lâm Song đã dự đoán được tương lai của Giang Nghi, dặn dò cô ta sau này đừng hối hận. Lời của Lâm Song quả nhiên hiệu nghiệm. Sau khi kết hôn, Giang Nghi sống không tốt chút nào. Mặc kệ Vệ Minh đang họp, vẫn ra lệnh cho đối phương về ngay lập tức. Bố mẹ Vệ Minh chém gió rằng con trai mua biệt thự, muốn đón họ tới ở cùng. Đã lỡ khoe khoang như vậy rồi, hai người chỉ đành dọn đến ở cùng Vệ Minh.
Nhưng Gia Nghi căn bản không chấp nhận được việc sống chung với bố mẹ chồng. Vệ Minh chỉ đành thao túng tâm lý Gia Nghi, nói rằng bố mẹ đã lớn tuổi rồi mà còn phải nhìn sắc mặt con dâu. Phận làm con trai, anh ta thật sự cũng rất khó xử. Nhưng trong mắt mình, Gia Nghi vẫn quan trọng nhất. Nếu cô ấy không thích, anh ta sẽ lập tức đuổi bố mẹ đi. Gia Nghi không nhẫn tâm làm Vệ Minh khó xử, thế là đồng ý ở cùng bố mẹ chồng. Ai ngờ còn chưa nổi một ngày, hai bên lại cãi cọ. Gia Nghi quen ngủ tới trưa mới dậy, nhưng bị tiếng tivi của mẹ chồng đánh thức. Cô ta trực tiếp ra ngoài tắt tivi đi. Mẹ chồng vô cùng bất mãn. Gia Nghi nhắc nhở bà ta, đây là nhà của tôi, hai người chỉ tới làm khách. Làm khách thì phải biết ý chứ. Trước mặt Gia Nghi, mẹ chồng kiêu ngạo cũng chỉ biết câm nín. Có điều đây mới chỉ là bắt đầu. Để chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng Gia Nghi, mẹ chồng đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Còn đổ món ăn dinh dưỡng mà bảo mẫu làm đi. Không ngờ Gia Nghi trực tiếp đổ món ăn đầy dầu mỡ này xuống đất, uy hiếp Vệ Minh phải đuổi họ ra ngoài, nếu không mình sẽ về nhà mẹ đẻ. Để đại tiểu thư nguôi giận, Vệ Minh chỉ đành thuê khách sạn cho bố mẹ. Lúc này hai ông bà cuối cùng cũng nhớ tới Lâm Song. Lâm Song mặc dù không thân với bố mẹ, nhưng nó trước giờ đều hầu hạ vô cùng dễ chịu. Rời khỏi cuộc hôn nhân sai lầm, bây giờ Lâm Song sống rất ổn, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Nhờ vào sự giúp đỡ của Cố Hứa, thuật toán P3 mới nghiên cứu cuối cùng đã hoàn thành. Mọi người nâng ly chúc mừng thành công này. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Song ở lại uống đến say khướt. Cô nói với Cố Hứa tâm trạng của mình trong thời gian này. Cô sợ thất bại, sợ có lỗi với những nhân viên đã đi theo mình, cho đến bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, Lâm Song gục đầu vào vai Cố Hứa bật khóc nức nở. Cố Hứa không dùng những lời ngon ngọt an ủi cô ấy, thay vào đó anh thức đêm giúp cô chỉnh sửa kế hoạch, giúp Lâm Song có thể đến gần với thành công hơn. Để kêu gọi đầu tư, tìm bên hợp tác, Lâm Song lại phải tăng ca vô cùng bận rộn. Cô ấy giao toàn quyền chăm sóc con gái cho Cố Hứa. Dần dần, anh ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mẹ con họ. Hai người chuẩn bị một món quà nhỏ để cảm ơn Cố Hứa. Anh ấy đi đôi dép độc quyền, con gái kéo hai người lại, ba người đi dép giống nhau, vui vẻ như một gia đình thật sự. Lâm Song đặt toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp. Khi hợp tác với công ty khác, cô ấy vô tình nhìn thấy chồng chị Vi ngoại tình. Lâm Song nói chuyện này với Giang Hỷ. Giang Hỷ sớm đã nghe thấy tin đồn này, hơn nữa Tiểu Tam còn là đồng nghiệp làm ở Phương Châu. Lâm Song do dự không biết có nên nói với chị Vi không. Giang Hỷ khuyên cô ấy đừng lo chuyện bao đồng, chị Vi cũng là đối tượng kêu gọi đầu tư. Nếu như nói với chị ấy, sau này chỉ cần nhìn thấy Lâm Song sẽ bất giác nhớ tới chuyện này. Như vậy đừng mong chị ấy hợp tác. Chị Vi vẫn luôn đánh giá cao tài năng của Lâm Song, cho rằng phụ nữ nên theo đuổi sự nghiệp của mình. Lâm Song vẫn phân vân không biết có nên nói với chị ấy sự thật không. Lúc này đột nhiên nhận được điện thoại của Giang Hỷ, người phụ nữ chồng chị Vi ngoại tình đã mang thai rồi. Lâm Song do dự không biết có nên nói với chị ấy không. Cô ấy muốn nghe ý kiến của Cố Hứa. Cố Hứa phân tích tất cả lợi hại, nhưng vẫn giao quyền quyết định cho Lâm Song, bảo cô hãy làm theo nguyện vọng của mình. Cùng là phụ nữ, cùng bị đàn ông phản bội, Lâm Song không nỡ nhìn chị Vi như vậy. Thế là dẫn chị ấy tới nơi chồng và Tiểu Tam hẹn hò để bàn hợp tác. Chị Vi tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình, cuộc sống hạnh phúc nhiều năm nay hóa ra đều là giả. Bị chịu cú sốc lớn, chị Vi không còn tâm trạng làm việc. Hạng mục của Lâm Song cũng vì vậy mà bị hủy bỏ. Giang Hỷ thông báo cho Lâm Song biết, chị Vi không chỉ không đánh ghen mà còn thăng chức tăng lương, chuyển Tiểu Tam sang nước ngoài, lựa chọn cách này để lấy lại hạnh phúc mình muốn. Có điều việc hợp tác vẫn không thành, do bị Lâm Song tận tay xé rách vết thương, chị Vi tạm thời không thể đối diện với cô ấy. Tìm kiếm người đầu tư thất bại, Lâm Song bất đắc dĩ phải giải thể công ty. Khi cô ấy thu dọn đồ đạc rời khỏi đó, Cố Hứa đã đứng bên ngoài đợi từ lâu để giúp Lâm Song vượt qua thời gian đau buồn này. Anh ấy kéo cô tới khu vui chơi, hai người hơn 30 tuổi nô đùa như những đứa trẻ, cũng thành công giúp Lâm Song lấy lại tinh thần. Vì muốn giúp đỡ cô ấy, Cố Hứa tự mình sắp xếp cho cô gặp chủ tịch. Mặc dù không biết thành công hay không, nhưng đây vẫn là cơ hội cuối cùng. Khi Lâm Song sắp bước vào hội trường, chị Vi đột nhiên đi tới, đưa ra quyết định đầu tư. Nhân viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị giải thể nhận được tin, lập tức mang hết mọi thứ chuyển tới văn phòng mới. Công nghệ ruồi nhỏ chính thức treo biển. Trong bữa tiệc chúc mừng, Lâm Song nói ra tâm trạng của mình trong thời gian này. Cảm ơn những người đồng đội đã không bỏ rơi mình. Giang Hỷ thấy Lâm Song tỏa sáng trong đám người, đưa mắt ra hiệu gọi Cố Hứa ra ngoài. Cô ấy hận không thể bắt tên trai thẳng này bày tỏ tình cảm ngay lập tức. Cảnh cáo Cố Hứa nếu vẫn không hành động, nói không chừng Lâm Song sẽ gặp Vệ Minh thứ hai. Cố Hứa suy nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm hành động. Có sự đầu tư của chị Vi, công nghệ ruồi nhỏ dần bước vào quỹ đạo. Để có thể nhanh chóng bán thuật toán P3, đền đáp nhà đầu tư và nhân viên, cô ấy cần phải đạt được dữ liệu lớn trong thời gian ngắn. Thế là nhờ Giang Hỷ âm thầm giúp đỡ, lấy dữ liệu bán công khai của Phương Châu. Ai ngờ tất cả việc làm của Giang Hỷ sớm đã bị Vệ Minh ngắm trúng. Anh ta còn cố ý gây trở ngại cho cô ấy. Cuộc đấu thầu vốn nắm chắc phần thắng trong tay lại bị Tiểu Bác giành lấy.
mà báo giá của công ty cậu ta chỉ thấp hơn phương án của Giang Hỷ chưa tới 1%. Đồng nghiệp nghi ngờ Giang Hỷ chưa quên tình cũ nên tiết lộ bí mật. Giang Hỷ chạy tới công ty tìm Tiểu Bắc tính sổ, nhưng cậu ta lại chơi trò bỉ ổi, bảo Giang Hỷ lấy chứng cứ ra đối chất. Giang Hỷ mặc dù tức giận nhưng cũng không biết làm sao. Ai ngờ Tiểu Bắc lợi dụng sơ hở lên được chức quản lý ở công ty mới, vừa lúc nãy vẫn còn bỉ ổi. Vậy mà ngay giây sau lại mong muốn quay lại với Giang Hỷ. Giang Hỷ sớm đã nhìn thấu con người thật của cậu ta. Tiểu Bác và Vệ Minh giống nhau, bọn họ không cần người yêu, mà chỉ cần một người làm bàn đạp cho sự nghiệp, còn người đó là ai đều không quan trọng. Tiểu Bác vẫn tiếp tục biện minh, Mã Đinh đứng bên cạnh đột nhiên đi tới giả vờ làm bạn trai Giang Hỷ. Tiểu Bác chế nhạo cô ấy vì tiền mà vứt bỏ tình yêu chân thành của mình, nhưng Mã Đinh lại nói rằng mình mới là người ăn bám Giang Hỷ. Tiểu Bác giận dữ rời đi. Sau việc này, Vệ Minh ở nhà nhận được điện thoại của Tiểu Bác. Gia Nghi nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người mới biết, lần này Phương Châu không trúng thầu là vì Vệ Minh mượn việc công trả thù riêng, tiết lộ dự án của Giang Hỷ cho Tiểu Bác. Gia Nghi cảnh cáo anh ta, hành vi thông đồng này nếu nghiêm trọng sẽ phải vào ăn cơm nhà nước nuôi, đồng thời muốn tìm luật sư của bố bàn cách giải quyết. Nhưng Vệ Minh lại lấy đứa bé trong bụng ra uy hiếp, vừa nhấn mạnh nếu nhiều người biết mọi chuyện sẽ rắc rối, vừa nói rằng bản thân làm vậy đều là muốn mang lại cuộc sống tốt nhất cho con. Gia Nghi nghĩ thấy cũng có lý nên nghe theo lời khuyên của Vệ Minh. Còn về việc Lâm Song lấy được số liệu bán công khai của Phương Châu, cố hứa không khuyến khích cô ấy làm vậy. Cho dù là số liệu bán công khai cũng là ván cược mạo hiểm, chi bằng tự mình đi thu thập số liệu, mặc dù tiến độ chậm nhưng đáng tin cậy hơn. Lâm Song không nghe theo ý kiến của cố hứa, vẫn quyết định đánh cược một phen. Hai người bất đồng quan điểm, cãi nhau một trận, thậm chí mấy ngày sau cũng không gặp mặt. Cố hứa cả ngày buồn bã vì nhớ người yêu, cuối cùng vẫn là Lâm Song chủ động tìm đến làm hòa. Tuy nhiên cô ấy lại nhìn thấy cố hứa say khướt bám vai nữ đồng nghiệp về nhà. Lâm Song vội vàng rời đi. Cô ấy vừa đi, cố hứa lập tức bình thường trở lại. Hóa ra anh ấy giả say để trốn tránh. Nữ đồng nghiệp thật sự không muốn chia cắt hai người, thế là chạy theo ngăn Lâm Song lại nói rằng người cố hứa thích là cô. Mặc dù đồng nghiệp thích cố hứa nhiều năm nay, nhưng khi biết anh ấy có người trong lòng, cô đã quyết định buông bỏ, cũng muốn giúp anh ấy theo đuổi hạnh phúc. Lâm Song lúc này quay trở lại, cố hứa nằm nhếch nhác dưới đất, nhìn có vẻ vừa cô đơn vừa yếu đuối, khác hẳn hình tượng mọi ngày. Lâm Song dìu anh ấy nằm lên ghế. Thực ra cậu giúp tôi rất nhiều, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nhưng thứ tôi muốn không phải lời cảm ơn của cậu. Lâm Song hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa biết nên trả lời thế nào, chỉ đành lặng lẽ đắp chăn cho cố hứa sau đó rời đi. Anh ấy bất giác chảy nước mắt, đó là người phụ nữ anh yêu thầm bao năm nay nhưng không có được. Sau khi suy nghĩ một hồi, cố hứa quyết tâm theo đuổi Lâm Song, để tỏ tình với người trong lòng. Anh ấy nhờ thầy giáo hẹn Lâm Song đến trường. Tôi đã thích cô ấy 15 năm nay, đáng tiếc khi còn trẻ lại không biết bày tỏ tình cảm như thế nào. Khi Lâm Song ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, cố hứa trịnh trọng nói ra câu anh thích em, nhưng vừa trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, Lâm Song không thể dễ dàng đưa ra quyết định, hy vọng cố hứa có thể cho mình thời gian suy nghĩ. Sự nghiệp của Lâm Song ngày càng thăng tiến, đồng thời cô ấy cũng suy nghĩ về tình cảm. Từ sau khi cố hứa tỏ tình, Lâm Song vẫn luôn trốn tránh, sợ hai người gặp mặt sẽ ngại ngùng. Giang Hỷ khuyên cô ấy đừng vì một lần vấp ngã mà bỏ lỡ người thật sự yêu mình, dù sao đời người không có nhiều cơ hội bắt đầu lại đâu, đừng để bản thân cảm thấy hối tiếc. Cố hứa cũng nhận ra Lâm Song đang né tránh mình, anh ấy chủ động xuất kích, đến nhà nấu ăn cho hai mẹ con. Nhờ sự giúp đỡ của con gái, hai người sát lại gần nhau hơn. Sau khi ăn xong vừa cùng nhau rửa bát vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Lần đầu tiên Lâm Song cảm thấy rửa bát cũng là một chuyện hạnh phúc. Phương Châu sắp tổ chức buổi đấu thầu, Giang Hỷ cũng nhờ Mễ Tuyết đưa tài liệu của công nghệ ruồi nhỏ lên. Lâm Song và đồng nghiệp cùng nhau tăng ca, hy vọng thuật toán P3 có thể được duyệt ở buổi họp của Phương Châu. Giang Hỷ đã nắm chắc trong tay số liệu mà Lâm Song cung cấp cho mình, chúc mừng cô ấy giành được thành công. Lâm Song cũng biết Giang Hỷ vì mình nên mới ở lại Phương Châu, thế là đưa cho cô ấy thư tuyển dụng, đảm bảo công ty mình sẽ luôn giữ một chỗ cho Giang Hỷ. Sau khi kết thúc, Giang Hỷ có thể lập tức nghỉ việc để tới đây. Ngày diễn ra buổi đấu thầu, Lâm Song và Giang Hỷ tự tin người người, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến bọn họ kinh ngạc tột độ. Thuật toán P3 của công nghệ ruồi nhỏ bị đánh giá thấp nhất. Khi Lâm Song và Giang Hỷ cảm thấy không thể tin nổi, Vệ Minh lại nở nụ cười đắc ý. Hóa ra tất cả đều do anh ta giở trò. Khi nhìn thấy Giang Hỷ lén lút đưa số liệu cho Lâm Song, anh ta đã ngấm ngầm bảo trợ thủ đổi USB, đưa cho Lâm Song số liệu sai lệch. Giang Hỷ ra hiệu giải thích với Lâm Song rằng không phải mình làm, nhưng Lâm Song trực tiếp rời khỏi hiện trường. Nhìn ánh mắt Giang Hỷ khiến cô ấy lạnh sống lưng, Giang Hỷ đã đoán ra đây là thủ đoạn của Vệ Minh. Anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận, bởi vì Vệ Minh sớm đã nghi ngờ lúc đầu bị Lâm Song phát hiện ngoại tình, là màn kịch do hai người phụ nữ cùng nhau dựng lên. Bây giờ cuối cùng cũng báo thù thành công, cuối cùng anh ta vẫn không quên chia cắt Lâm Song và Giang Hỷ. Bây giờ cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, cô ta cũng sẽ không giữ mặt mũi cho cô nữa đâu. Giang Hỷ sợ mất đi người bạn thân Lâm Song, Mã Đinh an ủi cô ấy,
Lâm Song là người thông minh, chỉ là nhất thời giận quá mất khôn, tin rằng rất nhanh cô ấy sẽ nghĩ thông suốt. Trải qua chuyện này, Giang Hỉ bị Vệ Minh ép nghỉ việc, anh ta cực kỳ đắc ý. Lâm Song lần này thất bại ắt hẳn sẽ chuẩn bị phải đi tìm việc. Giang Hỉ rất tự tin về Lâm Song, theo những gì cô ấy biết, ngoài Phương Châu ra, công ty L cũng muốn mua lại thuật toán P3 trong tay Lâm Song. Thấy Giang Hỉ vẫn nói đỡ cho vợ cũ, Vệ Minh giả bộ lấy danh nghĩa cấp trên dạy dỗ cô ấy. Mối quan hệ giữa người với người đều được xây dựng trên lợi ích, nếu không còn lợi ích nữa, quan hệ đó cũng dần xa cách thôi. Nghe Vệ Minh nói xong, Giang Hỉ quay người rời khỏi công ty, còn Lâm Song không cam tâm, bắt đầu tăng ca hoàn thiện thuật toán P3 và tìm được khách hàng tiềm năng mới. Đồng thời Mã Đinh cũng tuyên bố tin tốt, có một diễn đàn kỹ thuật sắp tổ chức, kỳ này có một nhân vật đỉnh chóp xuất hiện, nếu có thể giành được cơ hội, công nghệ ruồi nhỏ sẽ đứng đầu toàn quốc. Để lấy được thư mời tới diễn đàn, Lâm Song lại tới cầu cứu Cố Hứa. Cố Hứa muốn giúp cô ấy lấy lại tự tin, cố ý tạo ra một trận quyết đấu, hứa rằng chỉ cần Lâm Song thắng mình thì sẽ có được thiệp mời. Kết quả Cố Hứa lại lần nữa bại trận dưới tay cô ấy, cũng cam tâm tình nguyện đưa thư mời cho cô. Lâm Song thành công tham gia diễn đàn và nhận được sự công nhận của chuyên gia quốc tế. Sau khi kết thúc, Cố Hứa mời cô ấy ăn cơm, nhưng Lâm Song không ngờ chuyên gia phát biểu ở diễn đàn vừa rồi cũng có mặt. Lúc này cô ấy mới biết, hóa ra Cố Hứa và chuyên gia là bạn cũ. Anh ấy đi một vòng lớn như vậy chính là để bảo vệ lòng tự tôn của Lâm Song. Có sự ủng hộ của chuyên gia, công nghệ ruồi nhỏ nhanh chóng đứng đầu cả nước. Mọi thứ vô cùng thuận lợi. Sau khi ăn xong, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này bọn họ dường như quay trở lại thời cấp 3. Cố Hứa đề nghị tới phòng bi-a của trường chơi vài ván. Năm đó cũng chính tại nơi này, Cố Hứa đích thân dạy Lâm Song đánh bi-a. Bây giờ cảnh tượng lặp lại, anh ấy lấy hết dũng khí nắm lấy tay người mình yêu. Lúc này Lâm Song đã hiểu ra, hối tiếc và thất bại trong cuộc sống là bình thường. Nhưng năm tháng trôi qua, vẫn có thể gặp lại người đối tốt với mình là điều may mắn. Lần này Lâm Song quyết định mở lòng đón nhận Cố Hứa. Còn Vệ Minh vẫn đang tiếp tục đối phó với Giang Hỉ, muốn giở trò cướp hết khách hàng tiềm năng của Lâm Song. Anh ta nghe nói cô ấy hợp tác với công ty L, thế là trực tiếp đề nghị mua lại công ty đó. Một khi thành công, phi vụ hợp tác của Lâm Song sẽ tan thành mây khói. Nhân viên gấp gáp liên lạc với Lâm Song, nhưng cô ấy không bắt máy. Mã Đinh đi tới nhà Lâm Song, thấy Giang Hỉ đang chơi đùa cùng Quả Quả. Lâm Song và Cố Hứa đang chuẩn bị đồ ăn. Ba người giống như không có chuyện gì xảy ra. Mã Đinh lúc này mới biết, khi công nghệ ruồi nhỏ đấu thầu thất bại, Lâm Song đã ngay lập tức đoán ra được tất cả là do Vệ Minh giở trò. Thế là tương kế tự kế, ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ Giang Hỉ, thực chất hai người đang diễn một vở kịch. Giang Hỉ cố ý tiết lộ thông tin Lâm Song hợp tác với công ty L cho Vệ Minh, vì muốn trả thù hai người phụ nữ, anh ta liền nghĩ cách mua lại công ty đó. Không biết rằng công ty mà Lâm Song thật sự hợp tác là tập đoàn Duyệt Tâm, còn công ty L chỉ là quả bom mà cô ấy ném ra mà thôi. Vệ Minh hoàn toàn không biết sự tình, còn Dương Dương tự đắc có thể đuổi Lâm Song ra khỏi ngành này. Hôm nay Vệ Minh tới tham gia buổi họp lớp, vừa tới nơi còn chưa ngồi ấm chỗ, Gia Nghi đã liên tục gọi điện, muốn anh ta về nhà sớm. Bạn học cười nhạo Vệ Minh bị vợ quản nghiêm quá, ngay cả quá khứ đen tối vứt bỏ vợ con cũng bị đào lại. Trong lúc tức giận anh ta trực tiếp tắt máy. Buổi tối, Vệ Minh say ngoắc cần câu trở về nhà. Gia Nghi nghe lời khuyên của mẹ, quyết tâm thay đổi tính cách trẻ con của mình. Thế là nhẹ nhàng dặn bảo mẫu mang canh giải rượu đến. Vệ Minh say khướt còn tưởng mình và Lâm Song vẫn ở bên nhau, miệng liên tục gọi tên cô ấy. Gia Nghi giận dữ trực tiếp hất nước vào mặt anh ta. Sau đó đùng đùng rời khỏi nhà, Gia Nghi cực kỳ khó chịu, không cẩn thận bị xe máy đi đường đâm ngã. Sau chuyện này, Vệ Minh vẫn mặt dày tới nhà cô ấy, dùng khổ nhục kế in ảnh của hai người đóng thành album, nhờ bảo mẫu đưa cho Gia Nghi. Gia Nghi rất phân vân không biết có nên tha thứ cho anh ta không. Bây giờ cho dù không còn yêu Vệ Minh, người mẹ vì lo nghĩ cho đứa bé trong bụng cũng chỉ đành khuyên con gái làm hòa. Chỉ là không biết Gia Nghi sẽ lựa chọn thế nào. Bố mẹ Gia Nghi muốn dạy dỗ Vệ Minh một trận, ép anh ta ký vào giấy bảo đảm nếu ly hôn toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Gia Nghi. Cô ấy mới tha thứ cho Vệ Minh, cùng anh ta trở về nhà. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài lâu. Sau khi Gia Nghi biết Vệ Minh mua lại công ty L, cô ấy lại nhìn rõ khuôn mặt anh ta lần nữa. Hành động đuổi cùng bem tận vợ cũ của Vệ Minh khiến Gia Nghi cảm thấy sợ hãi. Đừng suy nghĩ linh tinh khi chưa biết rõ mọi chuyện. Tôi không biết khi nào mình sẽ biến thành Lâm Song thứ hai. Không chỉ vậy, Vệ Minh cả ngày bận rộn công việc, khiến Gia Nghi vô cùng cô đơn. Cô ấy chỉ đành vác bụng bầu một mình tới siêu thị mua đồ, trùng hợp bắt gặp Cố Hứa và hai mẹ con Lâm Song. Gia Nghi không đợi được đến lúc Vệ Minh tới đón, bất đắc dĩ nhận sự giúp đỡ của Lâm Song và Cố Hứa. Trước khi tạm biệt, Gia Nghi nói với Lâm Song, mình bắt đầu hiểu lựa chọn ban đầu của cô ấy, không còn coi Vệ Minh là báu vật nữa. Đáng tiếc con người phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, cho dù hối hận cũng sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Câu nói này cũng phải dành cho Vệ Minh,
Anh ta mua lại công ty L đồng thời không quên nhận hối lộ, thành công lấy được một chiếc siêu xe từ khách hàng. Rõ ràng lòng tham không đáy, nhưng mở miệng ra là muốn mang tới cuộc sống tốt nhất cho con. Rất nhanh anh ta đã gặp báo ứng. Thuật toán của công ty L căn bản không so được với công nghệ ruồi nhỏ, mua lại cũng chẳng có ích gì. Bây giờ Vệ Minh đã trở thành trò cười cho cả công ty và giới công nghệ. Đồng thời cấp trên phát hiện vấn đề, báo cáo tài chính mà công ty L cung cấp khác biệt với giá trị thực. Rõ ràng công ty đó đã cố tình làm đẹp dữ liệu để dễ dàng được mua lại. Một khi sự thật phơi bày, không chỉ công ty L bị khởi kiện, mà Vệ Minh là người trực tiếp phụ trách thu mua cũng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Lúc này anh ta muốn nhờ bố vợ bảo vệ mình, nhưng chủ tịch Hoàng không muốn nhúng chân vào vũng bùn này. Nghe vậy, Vệ Minh lại lấy Gia Nghi và đứa bé trong bụng ra uy hiếp. Tôi thì không sao, nhưng nếu sự nghiệp của tôi có vấn đề, Gia Nghi và đứa bé cũng sẽ phải chịu khổ cùng. Chủ tịch Hoàng không bị dọa, nếu Vệ Minh làm ra chuyện xấu, gia đình ông ấy sẽ lập tức phủi sạch quan hệ với anh ta, sẽ không để Vệ Minh làm liên lụy tới người nhà mình. Anh ta không còn đường lui, chỉ đành cầu cứu Gia Nghi. Vệ Minh chủ động vào bếp nấu ăn, nhưng Gia Nghi bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô ấy đoán rằng chiếc siêu xe kia chính là bằng chứng anh ta nhận hối lộ. Lúc này chủ tịch Hoàng ra mặt quả thật không thích hợp. Gia Nghi không hiểu rõ ràng nhà mình không thiếu tiền, tại sao Vệ Minh vẫn phải nhận hối lộ. Vệ Minh bắt đầu viện cớ cho việc làm sai trái của mình chính là vì gia đình cô cậy thế khinh thường người khác. Mấy người dùng điệu bộ cao cao tại thượng chế nhạo tôi, bố mẹ cô tôi không nói nhiều nữa, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ thượng đẳng. May mà lần này Gia Nghi không bị thao túng tâm lý. Cô ấy thẳng thắn nói rằng, Vệ Minh dùng cách tự tìm đường cụt này để bảo vệ lòng tự tôn méo mó của mình. Bị trừng phạt cũng là tự làm tự chịu, đừng đổ trách nhiệm lên người khác. Thấy Gia Nghi không chịu nghe mình nói nữa, Vệ Minh hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật. Sau khi bị đẩy ngã, Gia Nghi đau lòng rời khỏi nhà. Trong đầu cô ấy chỉ toàn những lời xúc phạm của Giang Hỷ, đến bây giờ mới nhận ra, tình yêu mình liều mạng giành lấy từ đầu tới cuối chỉ là trò đùa. Tất cả chỉ là cái bẫy mà tên cha nam tính toán kỹ lưỡng. Do vừa bị đẩy mạnh cộng thêm tâm trạng bất ổn, Gia Nghi bỗng nhiên cảm thấy có dấu hiệu sinh non ngay trên đường. Khi mọi người đang không biết phải làm sao, Lâm Song và Giang Hỷ lái xe đi qua, hai người lập tức gọi xe cấp cứu đưa Gia Nghi tới bệnh viện. Rất nhanh cô ấy đã hạ sinh đứa bé. Nhận tin hai mẹ con bình an, Lâm Song và Giang Hỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Song tiếp tục quay về bận rộn với sự nghiệp của mình. Thuật toán P3 của cô ấy thành công rực rỡ. Vì định vị chính xác, ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng và tải về máy. Không cần phải lo lắng vấn đề khách hàng nữa. Bước tiếp theo, Lâm Song đặt mục tiêu vào các thuật toán lượng tử. Mặc dù rất khó phát triển, nhưng đó là ước mơ của cô ấy. Lâm Song tự tin có thể làm được. Đồng đội đương nhiên cũng tin vào Lâm Song, vẫn lựa chọn ở bên cạnh đồng hành cùng cô ấy. Lâm Song lại giục Giang Hỷ tới rồi nhỏ làm việc, nhưng Giang Hỷ vẫn chưa gỡ được nút thắt trong lòng. Hóa ra khi cô ấy và Lâm Song tới quán rượu, vô tình gặp lại khách hàng khi còn làm ở Phương Châu, đối phương coi Giang Hỷ là món đồ có thể tùy ý chơi bời. Còn đào lại xi căng đan của cô ấy và Vệ Minh, đối với Giang Hỷ, đó là vết nhơ không thể xóa bỏ. Trước khi buông bỏ được quá khứ, cô ấy không tự tin bắt đầu cuộc sống mới, cũng không dám chấp nhận lời tỏ tình của Mã Đinh. Hôm sau, Giang Hỷ tới công ty hoàn thành nốt thủ tục nghỉ việc. Khi ôm tạm biệt Mễ Tuyết, trong đầu xuất hiện cảnh tượng trước kia của hai người, từ ăn miếng trả miếng đến thấu hiểu lẫn nhau. Bây giờ họ trở thành bạn tốt, mặc dù có chút khó tin, nhưng duyên phận luôn là thứ kỳ diệu như vậy. Trước khi đi, Giang Hỷ nhìn thấy Vệ Minh vội vàng chạy ra ngoài để điều tra, cô ấy lén lút bám theo. Hóa ra Vệ Minh không thể đối diện với câu hỏi của cấp trên, chỉ đành gọi người phụ trách của công ty L ra bàn bạc phương án giải quyết và ra lệnh cho đối phương không được hé răng về chuyện nhận hối lộ. Đối phương vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nói rằng lúc đầu nhận hối lộ là thông qua bên trung gian bằng tiền mặt, hoàn toàn không để lại dấu vết. Giang Hỷ lén lút quay lại nội dung cuộc nói chuyện của họ, ai ngờ lại bị Vệ Minh phát hiện và đuổi theo, không lấy được bằng chứng. Vệ Minh quay sang uy hiếp Giang Hỷ, cô còn giả bộ cái gì chứ, tốt nhất coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nếu tôi ngỏm cô cũng không sống nổi đâu. Giang Hỷ phân vân cả buổi tối, cô ấy suy nghĩ tất cả hậu quả có thể xảy ra, biết rằng nếu vạch trần Vệ Minh, bản thân cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng để tạm biệt quá khứ, Giang Hỷ vẫn kiên quyết đi tới phòng làm việc của giám đốc Phương Châu, nói ra toàn bộ những việc Vệ Minh làm và mối quan hệ giữa mình và anh ta. Giang Hỷ nhanh chóng lên hot search, đồng thời vì tiết lộ số liệu cho rồi nhỏ nên phải đền bù thiệt hại cho Phương Châu. Nhưng cô ấy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này, bởi vì Giang Hỷ hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đen tối. Vệ Minh vẫn chưa biết chuyện vội vàng đến viện thăm Giang Nghi và con gái, nhưng Giang Nghi đã quyết định ly hôn với anh ta. Chủ tịch Hoàng nghiêm túc bảo Vệ Minh, đây là thông báo chứ không phải thương lượng với anh ta. Luật sư cũng sẽ sớm liên lạc với Vệ Minh. Bố mẹ Vệ Minh khôn lỏi vẫn đang tính kế về tài sản chung của hai vợ chồng. Ai ngờ lại biết tin con trai đã ký cam kết, nếu ly hôn anh ta sẽ ra đi tay trắng. Hai ông bà sững sờ tại chỗ, hối hận vì lúc đầu đồng ý để con trai ly hôn với Lâm Song. Vệ Minh đã không còn gì cả, anh ta tới quán rượu giải sầu, mượn men rượu đi tới trước cửa công ty của Lâm Song. Trùng hợp nhìn thấy Giang Hỷ bước ra, Vệ Minh căm hận nhìn người phụ nữ đã hủy hoại cuộc đời mình.
Giang Hỉ thấy anh ta không biết hối cải, trực tiếp bảo cha Nam luôn dùng phụ nữ làm đá lót đường để leo lên. Vệ Minh thẹn quá hóa giận, ra tay đẩy ngã Giang Hỉ. May mà Lâm Song nghe thấy tiếng kêu vội vàng chạy đến, cha Nam thấy vậy mới rời đi. Anh ta tới khu vui chơi quen thuộc, dường như quay trở lại lúc một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Đáng tiếc hiện thực quá tàn khốc, Vệ Minh quỳ xuống đất, hối hận vì bản thân đã tự tay hủy hoại gia đình hạnh phúc. Anh ta bây giờ như người mất hồn khiến người ta không ngừng cảm thán. Vệ Minh cũng từng được bao người ngưỡng mộ, sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, nhưng không biết từ khi nào, anh ta ngày càng biến chất, bước chân vào con đường không thể quay đầu. Trong xã hội hiện nay, đàn ông chiếm ưu thế hơn phụ nữ, có người sẽ tận dụng ưu thế này, biến bản thân thành quân cờ cho bất cứ thứ gì mình muốn. Ví dụ như Vệ Minh, nhưng cũng đừng quá tuyệt vọng, trên đời này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt, họ chấp nhận ưu thế đồng thời biết gánh vác trách nhiệm. Vệ Minh nhớ con gái, anh ta tới sân băng, đúng lúc nhìn thấy cảnh Lâm Song và Cố Hứa tới đón Quả Quả, nhìn con gái của mình và Cố Hứa nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn chuẩn bị tới khu vui chơi, Vệ Minh cảm thấy có chút chua xót, để món quà định tặng con gái lại sau đó quay người rời đi. Công ty cũng đưa cho anh ta tối hậu thư cuối cùng, bọn họ khởi tố công ty L về tội lừa đảo thương mại. Chủ tịch của công ty đó cũng đã thừa nhận việc hối lộ Vệ Minh, cộng thêm lời khai của Giang Hỉ. Vệ Minh từng nhiều lần biện thủ công quỹ, thậm chí còn lợi dụng nhân viên nữ. Bây giờ tội danh của Vệ Minh đã không thể chối cãi. Cảnh sát nhanh chóng đưa anh ta đi, trong thời gian dài sắp tới, Quả Quả sẽ không được nhìn thấy bố. Lâm Song quyết định nói sự thật cho con gái, bố mẹ không thể bảo vệ con cái cả đời, vì thế cô ấy phải dạy con khả năng đối phó với những cảm xúc tiêu cực. Bây giờ Vệ Minh đã nhận được hình phạt thích đáng, mọi thứ đã giải quyết xong, Giang Hỉ hẹn gặp mặt Mã Đinh. Mọi người đều biết quá khứ của cô ấy, nhưng Mã Đinh không quan tâm, anh ấy chỉ hướng tới tương lai. Tuy nhiên Giang Hỉ để tâm, cô ấy quả thực khao khát một mối quan hệ thân mật, đồng thời cũng có sự sợ hãi. Bây giờ xem ra, Giang Hỉ vẫn chưa sẵn sàng chào đón tình yêu mới. Cô ấy đề nghị tiếp tục làm bạn với Mã Đinh, vị trí của anh trong lòng cô sẽ chỉ đứng sau Lâm Song. Mã Đinh cũng không ép buộc Giang Hỉ, thay vào đó sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô ấy. Sau khi xác nhận quan hệ với Mã Đinh xong, Giang Hỉ quyết định trở về quê. Người mẹ trọng nam khinh nữ mắc bệnh ung thư, cơ thể ngày một yếu dần. Giang Hỉ đi tới trước mặt mẹ, nhắc về ngày đầu tiên thi tuyển sinh, cô ấy bị sốt cao, trong nhà không có một ai, không dễ gì mới đợi được mẹ đi làm về. Giang Hỉ nhờ mẹ rót giúp mình cốc nước, bà ấy vừa xong việc, tâm trạng không tốt lắm, trách mắng Giang Hỉ vài câu, sau đó đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nước trong cốc gần như đổ hết ra gối. Bắt đầu từ đó, Giang Hỉ cực kỳ ghét mẹ, cô phải chứng minh mình không kém em trai chút nào, chỉ để có được sự công nhận của mẹ. Bà ấy nghe Giang Hỉ nói xong, nắm chặt lấy tay con gái, Giang Hỉ cũng không oán hận bà ấy nữa. Ở bên này, chị Vi hẹn gặp Lâm Song, hôm nay chị ấy đích thân đến tạm biệt Lâm Song. Mấy ngày nữa, chị Vi sẽ cùng chồng sang Pháp sinh sống. Phụ nữ ra ngoài làm việc còn đàn ông ở nhà nội trợ, bình thường chồng đều răm rắp nghe lời chị ấy. Chị Vi không buông bỏ được đoạn tình cảm 20 năm, hai vợ chồng quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Hôn nhân là một đề thi không có đáp án cụ thể, chỉ có đáp án phù hợp với bản thân nhất. Còn Giang Nghi ở bên này, trải qua nhiều biến cố như vậy, cô ấy cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, ly hôn với Vệ Minh. Sau này cô ấy sẽ đưa con gái đi khám phá thế giới rộng lớn hơn. Thay vì mù quáng tìm kiếm một bến đỗ có thể bảo vệ mình, Giang Nghi còn gửi cho Lâm Song ảnh mình và con gái. Hai người phụ nữ bất giác trở thành bạn tốt. Không lâu sau phòng thí nghiệm điện toán lượng tử chính thức ra mắt, Giang Hải vô cùng căng thẳng chuẩn bị bố trí hội trường. Bỗng nhiên một cô gái đi tới đeo cà vạt cho cậu ấy. Lâm Song mỉm cười đầy ẩn ý. Giang Hải ngại ngùng giới thiệu đây là bạn gái của mình. Khi Giang Hải đắm chìm trong tình yêu, Lâm Song cũng đứng trên đỉnh cao của đời người. Trong buổi lễ ra mắt, Lâm Song giới thiệu cho mọi người biết điện toán lượng tử là gì. Hai hạt căn bản vây quanh lượng tử giống như một cặp đôi yêu nhau. Cho dù xa cách vẫn sẽ ngày đêm mong nhớ và có sự kết nối vô hình với nhau. Lâm Song giới thiệu xong, đột nhiên hai hạt căn bản trên màn hình hợp lại thành một, tạo thành hình chiếc nhẫn kim cương. Cố Hứa lúc này cũng quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Lâm Song gật đầu đồng ý trong tiếng reo hò của tất cả mọi người. Cặp đôi oan gia trải qua nhiều biến cố cuối cùng cũng đến được với nhau. Rất nhanh hôn lễ của họ đã được tổ chức. Bố Lâm Song đích thân giao con gái của mình cho Cố Hứa. Cố Hứa nắm tay đối phương đi về phía trước và đeo nhẫn cho cô ấy. Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy. Nói xong, Cố Hứa đặt nụ hôn lên môi Lâm Song. Sau khi hôn xong, Lâm Song bắt đầu ném hoa cưới, vừa vặn rơi vào tay Giang Hỉ. Cô ấy quay đầu nhìn Mã Đinh, hai người mỉm cười vui vẻ, bọn họ cũng chào đón hạnh phúc thuộc về mình. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập phim tiếp theo trên kênh.